dễ 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 bị dẫn đến tranh chấp rất nhiều, nên hy vọng mình sẽ chia sẻ là để cho các anh chị hiểu rõ hơn. Vì nói chung làm gì đi nữa trong cái hợp đồng thuê tàu đòi hỏi phải chuẩn nhé. Giống như hồi nãy bạn Nhung ở bên chủ tàu Nam Phát có nói vấn đề thuê tàu, vấn đề cho người ta thuê tàu ấy, mà trong cái nội dung cái điều khoản hợp đồng thuê tàu thì mình không biết cụ thể như thế nào, mà muốn rút tàu hay không thì còn phụ thuộc vào trong cái nội dung hợp đồng thể hiện rõ các cái điều khoản như thế nào. Đó là hình thức thuê tàu gọi là short time charter đấy. Là đấy. Còn mình bây giờ mình sẽ bàn sâu cái thuê tàu chuyến cho mọi người. Vì hầu hết đa số thuê tàu chuyến là những người thực sự cần thuê tàu, môi giới là chủ yếu. Còn đối với thuê tàu mà kiểu TCT hoặc TC thì đa số dành cho những người khai thác tàu thì họ đã chuyên nghiệp rồi. Họ khi họ đã chuyên nghiệp thì hầu như họ mấy cái này thì không nhất thiết đối với họ, họ biết hết rồi. Nên nên vấn đề chính là mình vẫn muốn để cho các bạn phải nắm rõ được cái kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong cái giao dịch tàu rời. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái câu hỏi của bạn bạn Trang. Đây là cái hợp đồng mình vừa mới ký thuê tàu trong tháng 9 vừa rồi. Tàu mình hiện tại đang đi qua chở hàng ở bên bên Philippines. Thì mình đưa một cái hợp đồng thực tế của giữa bên mình và đối tác này, chủ tàu ở bên Indonesia. Công ty Vạn An Global này là một trong những công ty của mình. Ok, mọi người thấy chưa? Thì mình sẽ bỏ qua cái vấn đề cái tàu này, mình sẽ show lại cái này. Đây, mọi người để ý cái con chuột của mình nhé. Hồi nãy có bạn Trang bạn vẫn thắc mắc cái điều khoản này. Xếp chữ có mấy cái ký tự này đúng không? SBP. Chính xác chưa? S AP SBP đúng không? Bạn thắc mắc cái đó là cái gì đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Đối với khi tàu khi cảng xếp hàng, người ta quy định rằng một có nghĩa là một cảng. Được chưa? Một cảng. Thường có những con tàu như ví dụ có những con tàu mà buộc phải xếp hai cảng mới đủ hàng. Ví dụ người ta có hàng cảng này không đủ phải qua cảng này lấy một ít thì gọi người ta có hai cảng. Ở đây chỉ có một là buộc phải ghi số 1. Về sau này khỏi tranh chấp đến khi tàu tới lại mà tôi xếp ở đây anh bảo tôi qua cảng kia lấy hàng nữa là không được. Cho nên người ta rõ ràng thứ nhất là ký hiệu số 1 đầu. Người ta ghi một hoặc là một trên một, một hoặc một trên một, nghe chưa? Cái chữ SBP này cái câu tiếng Anh là cái chữ nên là chữ S là chữ ship, nha. B, mình câu cái trên này, này. A này chữ anchorage đây đây, anchorage ở đây, ha. Đây P, port, ở đây gọi là một khu neo an toàn, có nghĩa là hiểu rằng là xếp hàng vậy. Ok chưa? Có nghĩa rằng là khi người ta nhìn cái cargo offer hoặc người ta nhìn vào cái câu này, người ta hiểu rằng hàng này sẽ ở ngoài khu neo. Ngoài khu neo không phải trong cầu, bởi vì ở cảng có những cảng chỉ xếp được ở ngoài khu neo do cái chỗ đó là khu neo đó khai thác để xếp hàng hóa tàu rời thì có thể ở ngoài khu neo hoặc ở trong cầu. Ví dụ tôi nói ở khu neo thường chủ yếu là ở ngoài Hòn Gai, Hòn Nét, Hạ Long á, thường họ có rất nhiều điểm neo tàu ở ngoài đó để làm hàng, họ không cho vào ở trong cầu, bởi vì thứ nhất là cái cầu cảng nó giới hạn mớ nước này, độ sâu này, giới hạn chiều dài,
cái hàng cái luồng lách, cái luồng đi vào đôi khi nó bị mắc cạn theo thủy triều, không đảm bảo, không đảm bảo. Cho nên họ, và đặc biệt ở ngoài Hòn Gai, ở Quảng Ninh khu này á, là do ảnh hưởng về vấn đề du lịch, sinh thái du lịch, nên người ta quy cho một cái khu cẩm phả Hòn Nét, Hòn Gai. Ngoài đó là người ta sẽ cho khai thác tàu hàng tại địa địa bàn ở đó, hầu như họ bao trùm bao phủ luôn cả các tỉnh miền Bắc. Các tỉnh miền Bắc đều dồn kéo hàng ở về ra ngoài khu neo đó để xếp hàng đó. Người ta xếp ở, người ta vận chuyển bằng xà lan đấy, bắt đầu ra đến cái tàu mẻ đấy, cập cập ngay cái bên hông tàu mẻ để tàu xếp hàng đó. Rồi còn phía chở hàng nè, đây là sớt tế bớt port, là một cái cầu cảng an toàn. Ở đây là tàu vào cầu này ha, ở đây là tàu vào cầu này, còn đây tàu ở ngoài khu neo. Mọi người nhìn qua tưởng là đơn giản nhưng không đơn giản đâu nhé, nên cẩn thận về vấn đề này. Ví dụ rõ ràng là ở Hòn Gai này chỉ xếp ở được ngoài neo thôi, nhưng bạn không nắm rõ, bạn lại vào cầu, thì đến khi tàu vào cầu không có được đâu. Đó, cho nên là các anh chị khi làm hàng là gửi cargo offer thuê tàu, các anh chị phải cẩn thận hiểu rõ. Các bạn môi giới khi nhận cargo offer mà người gửi không đề cập đến cái này, mình nên hỏi họ mình xếp ở cầu hay xếp ở ngoài neo. Rõ khi đó mới mình mới gửi một cái chuẩn cái cargo offer cho chủ tàu. Chứ đến khi mình bản thân mình là dân chuyên nghiệp, mình là dân đi làm cái này nhưng mà mình không nắm rõ được cái thông tin, cái port information, cái port information không nắm rõ thì có nghĩa rằng là bạn chưa phải là chuyên nghiệp rồi đó. Chủ tàu, những người làm chuyên nghiệp họ nhìn qua cargo offer họ đánh giá được. Ok chưa? Đó là cái rồi. Ở dưới này, thực ra tôi sẽ lướt qua nhanh thôi vì những cái từ viết tắt này tôi đã nói với các anh chị là đã có trong tài liệu cả rồi. Còn anh chị nào thiếu thì, hoặc trong tài liệu không phát hiện ra thì cuối buổi có thể hỏi tôi chỉ cho, hoặc nếu chưa có thì tôi sẽ bổ sung cho những cái thuật ngữ viết tắt nữa. Trong kia là thuật ngữ hàng hải, còn thuật ngữ viết tắt là những cái từ này, những cái ký tự này. Ok chưa? Đó. Thì ở đây trong này này có cùng đây này. PWWD là per weather working day bin. Ở đây là thay vì tôi bỏ cái câu này lên trước nữa, ở cảng xếp hàng rồi bỏ câu ở giữa hàng, nhưng không, ở đâu hai bên này đều xếp vào thứ bảy và ngày nghỉ đều làm hàng và giống nhau, thì thay vì bỏ đây, người ta có thể bỏ ở đây cho mình là có hai đầu, hai bên cả hai đầu đều điều khiển giống nhau. Ok chưa? Thì đó là cái cơ bản về đó. Và cái đây phương thức thuê tàu này. Thì thuê tàu thì điều khoản này, điều khoản hợp đồng này có thể là tôi hai bên đã quên, không có đề cập cái đó, chứ không quan trọng đâu, bởi vì chủ mình cái đặc tính cái hàng này, đặc thù hàng này nó đây mọi người để cái giá cước này nè, đây cái điều khoản này, điều khoản thuê tàu này, phí ốt này, đấy cùng là hàng báo mà hôm kia bạn kia đây xuất hỏi là phi lô phi phô gì đó, nó hơi bị không có hợp lý. Không phải là không hợp lý, thuê kiểu đó chủ tàu vẫn làm được, kêu họ lỗ, bởi vì đơn giản tàu có cầu, tàu hàng bình thường anh lại đi thuê kiểu đó trừ trường hợp hàng hóa phức tạp khó để giao cho chủ tàu làm, chủ tàu phải trả cảng phí, cảng tất cả cái khác để handle cái hàng đấy. Ok chưa? Bây giờ tôi quay lại cái slide đấy, quay lại slide này.
Ủa, quay lại slide này tôi phải tắt cái kia đấy. Về cơ bản cái cá của offer là mọi người đã nắm hết rồi đúng không ạ? Bây giờ đến cái turn the offer. Ở đây cái này, đây cái đây offer bằng tàu. Như mọi người biết, thường khi tàu có kế hoạch, chủ tàu có kế hoạch để mở con tàu này để đi kiếm hàng thì họ sẽ tung ra cho thứ nhất cho những cái đối tác người thuê tàu cũ của họ này, cho các cái đối tác như các công ty môi giới. Cho cả công ty môi giới về con tàu của họ thì nội dung cái con tàu cargo offer họ là vậy, để chi tiết con tàu ha, chi tiết con tàu này rồi thể hiện rõ con tàu có trọng tải bao nhiêu này, ok chưa, rồi cái ngày ngày con tàu mở dự kiến là ngày 18 tháng 5 này, ở đâu, ở cái cảng này theo môi này ha. Đó, đây là cái ngày open khi bạn có hàng hóa gần cảng này, lập tức bạn thấy phù hợp, và tôi cũng có 35 38 ngàn tấn hàng gì đó phù hợp con tàu này, thì lập tức bạn sẽ liên hệ cái người gửi con tàu này để hỏi họ có quan tâm đến lô hàng của bạn hay không. Thì nội dung chi tiết con tàu các anh chị lưu ý phải nắm rõ, tại vì đối với những người thuê tàu nhiều lúc họ đưa ra một cái yêu cầu này, ví dụ yêu cầu con tàu đó tuổi bao nhiêu, có thể nhận được. Con tàu đó quốc tịch nước nào, đăng ký quốc tịch nước nào có thể nhận được. Bởi vì ví dụ, có những tàu mang quốc tịch Liberia, Iran thì chắc chắn sẽ rất nhiều nước sẽ không có nhận được. Bởi vì những cái nước đó là rơi vào những cái cấm vận của Mỹ. Nếu như họ nhận những con tàu đó thì nói chung là chắc chắn sẽ có vấn đề trong cái giao dịch, mọi hoạt động thanh toán chuyển tiền quốc tế về ngân hàng trung gian trung ương của Mỹ á, nó chặn lại ngay, nó chặn lại ngay. Cho nên là cái cấm vận của Mỹ đang diễn ra ở đó, nên đối với một số nước họ sẽ né tránh, không nhận những con tàu có tính đó. Đó, ví dụ đối với con tàu này mọi người phải nắm rõ này, con tàu này sản xuất năm nào, năm 2016, quốc tịch này, Marshall Island. Đây là con tàu này đăng ký quốc tịch. Lưu ý mọi người, đối với các chủ tàu trên toàn thế giới, nhiều lúc họ có thể đăng ký con tàu đó từ một cái quốc tịch khác. Ví dụ chủ tàu Việt Nam, không hẳn là tất cả con tàu đều mang quốc tịch Việt Nam đâu, mà có thể mang quốc tịch Panama. Nói chung đó là tùy thuộc vào họ tính toán xem làm sao mang quốc tịch nào nó tiện để giao dịch, tránh cấm vận, tránh thế này thế khác, tiện thì họ mới đăng ký đó ha. Thì đây này, con tàu thứ nhất yếu tố là con tàu đó mang có tính là con tàu đó trọng tải này, trọng tải nó bao nhiêu, cái mớ nước của tàu đó bao nhiêu, 10.5 mét đối với con tàu này. Con tàu đó có chiều dài bao nhiêu, 180 mét. Lưu ý các cái chỉ khi cái cảng đó có thể giới hạn, ví dụ có một cái cảng đó họ nói rằng cảng này có thể tiếp nhận có tàu có trọng tải 40.000 đến quyết và chiều dài maximum của nó 180 mét. Thì đấy, chẳng hạn như thế thì con tàu này thì nó có thể nhận được là 180 mét này. Nếu over quá thì có thể là cho cái độ an toàn họ không nhận. Họ không nhận. Nên đó là cái thông số gọi là cái ship particular của tàu, cái chi tiết con tàu các anh chị cần phải nắm rõ các cái thông số cơ bản. Ha, con tàu này có mấy hầm hàng? Có 5 hầm hàng. Nè, con tàu này có thể tích các hầm hàng cộng lại là bao nhiêu ha? Con tàu này đăng ký class ở đâu này? Con tàu này có cầu này, 4 cầu 30 tấn này, được kia. Rồi trong đây có 2 cầu 25 tấn, cầu thép dạng kiểu thép thép cuộn đó.
Đó. Và cái thông số về vấn đề là cái tốc độ của con tàu á, tốc độ ở chế độ eco này là economy, là chế độ tiết kiệm á ha, 12 12 knot là đi 12 hải lý. 12 hải lý một giờ, và một ngày sẽ tiêu tốn đi 16,5 tấn dầu IFO. Là nếu như con tàu đó có hàng, con tàu đó không có hàng thì sẽ chạy ba lát không á, sẽ hết 14,5 tấn IFO. Đó, thì con tàu đó nó làm ở cảng á, khi dừng lại con tàu sẽ hoạt động ở cảng ấy, thì nó hoạt động ở cảng bằng cái máy, hệ thống máy chính ở trong trong con tàu chứ không phải cái máy để đẩy. Cho nên đây mọi người, để con tàu đó khi nó làm hàng là hết 5 tấn IFO một ngày. Có những con tàu có dầu DO, dầu đấy, dầu DO nữa. Thì để DO thường có cái MGO, DO thường là cái loại dầu dùng để chiếu sáng thiết bị trong tàu, giống như đèn chiếu sáng đấy, họ dùng cái loại đó. Thì đối với một con tàu mà thuê chuyến, các anh chị cần phải nắm rõ được các cái khái niệm chính của cái con tàu, nó xem có phù hợp với điều kiện mình thuê tàu hay không, về số lượng hàng hóa, về tuổi tàu. Ví dụ đối tác yêu cầu con tàu này không quá 20 tuổi thì có phù hợp hay không. Đó, thì đó là cái cargo offer, cũng như hàng như cargo offer, cái tàu cũng vậy. Thì con tàu bung ra thì các người thuê tàu nhận được offer này, hay các công ty môi giới cho các anh chị sau này làm sẽ nhận được cái này và lại gửi cái này đi ra thị trường để các cái công ty môi giới khác hay cả những người thuê tàu khác họ thấy, họ xem họ có cái hàng hóa nó phù hợp hay không. Lưu ý, môi giới không hẳn là các anh duy nhất có thể kết nối được chủ tàu với người thuê tàu, đôi khi anh phải qua một cái môi giới khác nữa, qua môi giới khác nữa, thì có thể hai môi giới hoặc thậm chí một con tàu có thể ba môi giới có luôn nhé. Đó, thì mục đích là gì? Khi các anh giao dịch để tung cái thông tin này ra thị trường và người ta cần hàng có phù hợp con tàu này, người ta feedback. Đó là cái cargo offer. Cargo offer. Đó, thì các anh chị cần phải nắm rõ cái cargo offer này. Còn để cho minh chứng điều này, có lẽ tôi sẽ tắt cái slide này lại, tôi sẽ mở lên một cái mail hiện tại người ta gửi cho tôi để cho anh chị tham khảo cái cargo offer và cái này như thế nào. Đấy, anh chị thấy tôi nhận được cái con tàu người ta offer về đấy. Khi các anh chị làm thuê tàu hay làm đấy, thì khi thứ nhất là mình cố làm sao kéo được cái dữ liệu data về các chủ tàu, các công ty môi giới nhiều về, và mình sẽ update thông tin hoặc yêu cầu họ update cargo về tàu hàng ngày cho mình. Đó, khi hàng ngày họ thì mình sẽ nhận được những con tàu như vậy, xem có những cái lô hàng nào nó phù hợp thì mình trả lời lại, xem có tàu đó có hợp tác được hay không. Thường ấy, đối với môi giới đa số nhận con tàu trực tiếp từ chủ tàu. Ví dụ trong trường hợp như thế này thì họ lại tung cái con tàu này đi ra thị trường xem những ai có hàng phù hợp với con tàu này hay không. Đối với hàng hóa cũng vậy, nhận được trực tiếp từ direct charter charterer, thế cũng tung ra thị trường
Và ở đây cũng tương tự như vậy. Đây, anh chị thấy này, người ta trao này trực tiếp với gọi là với cái tàu này là gọi giống như tàu quen đấy. Đó. Đã có con tàu như thế này. Và cần hợp tác để fix ngay thì họ nói rồi này, con tàu này. Tên này. Câu đó bên là nó ở open ở bên cảng phía trung của Trung Quốc á, đấy, vào ngày mùng 1 tháng 10 này. Đấy, con tàu này ở đây là cái thông số về cái nhiên liệu ở đây này, con tàu này đang còn hiện đang có 310 tấn dầu ở trên tàu á. Bây giờ FO nè, tôi có 68 giờ dầu DO MGO. Thưa cái dầu này có gì, tàu nó sử dụng để chạy ha, có này để chiếu sáng thiết bị gọi là sinh hoạt đó ha. Và tàu này nó đã xếp ba cái hàng hóa gần nhất rồi đấy. Thường cái chủ tàu này nó thể hiện rất rõ cho mình để đánh giá, bởi vì có những người họ thuê tàu, họ hỏi con tàu đó xem con tàu trước đó đã xếp hàng gì, giữ hàng gì rồi, vì có những cái hàng đặc thù là người thuê tàu họ cần biết, vì ví dụ là biết cái hàng đó nó có sạch hay không. Ví dụ tôi đang xếp gạo mà hỏi trước đó có tàu đó làm hàng hàng than, hàng bột xi măng thì chắc chắn sẽ đảm bảo là sẽ không sạch, thì họ sẽ không happy và họ yêu cầu con cái hàng trước đó hàng gì nó sạch sẽ chẳng hạn như thế. Thì cho nên chủ tàu hiểu được cái tâm lý đó, chủ tàu sâu rõ trước nè để khỏi hỏi lui hỏi tới nè. Ba chuyến hàng gần nhất đó tôi chở cái thép nè, tôi chở than này, tôi chở cần lanh ke đó. Và tàu của tôi không 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 được phép cập ở Ấn Độ. Đấy, họ nói rõ tên con tàu. À, con tàu này trước đây là nó có cái tên khác, có thể là chủ nó thay tên hoặc là qua một đời chủ khác. À. Con tàu này sản xuất năm 2000 đó, mang quốc tịch ở Nhật Bản. Để đế quyết trọng tải, nội dung thông số về vấn đề kỹ thuật về nhiên liệu của tàu, họ họ sâu chi tiết như vậy để cho người thuê tàu, nếu họ ai thuê con tàu mà TCT, One TCT hoặc TCT, họ sẽ nhìn vào cái thông số này, họ sẽ counter lại là con tàu này, ê, con tàu này anh cho tôi thuê 3 tháng, 6 tháng, hay anh cho thuê tôi thuê một chuyến từ đây đến đó, giá cho thuê khoảng là 30.000 đô một ngày nhé, hay như thế nào, lên lập tức feedback luôn, tránh mất thời gian. Đó là cái cách mà chủ tàu họ có kinh nghiệm sâu thẳng vậy, cho người thuê tàu họ nhìn đó là dễ hơn, thay vì chỉ mơ hồ được vài câu đến đâu mất thời gian đi hỏi ngược hỏi hỏi lui hỏi tới hỏi lui hỏi tới đó. Đó là cái tàu đó. Đối với cái hàng đấy, trong trường hợp người ta gửi cái cargo offer này, là họ hiểu rằng họ là đi thuê TCT này, mọi người TCT này, bởi vì họ đề cập như thế này: tôi cần thuê con tàu size khoảng 50 đến 58 ngàn để quyết, hoặc hoặc lớn hơn, lấy có thể thử với lấy của con tàu đó, giao tàu ở phía Trung Trung Quốc cho tao, và tao thuê để một chuyến hàng đi ở từ Trung Quốc đến Tây Phi, hàng là hàng hàng, hàng không không nguy hiểm ấy, hàng bình thường, và tôi trả tàu ở Tây Phi và cụ thể là ở Nigeria đó, và cái commission cho tao là 3.75%. Đối với những cái tàu TCT nha mọi người, TCT thường thì người thuê tàu yêu cầu ATCOM 3.75%. Còn sau này là bớt này là một bản môi giới nào đó phải cộng thêm cho bản môi giới đó 1.25% nữa. Thì đó là cái hàng yêu cầu về cái TCT, rồi hồi nãy con tàu, và đây về cái này thì yêu cầu về 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 chuyến này. Ở đây một cái anh này anh gửi cho tôi này, yêu cầu này cảng xếp hạ. Cho tôi mở to lên. Anh yêu cầu tôi này,
cái cảng xếp hàng là cảng Kuantan Malaysia này, cảng giữ hàng ở Chennai Ấn Độ và lấy cái dự kiến trong tháng 10 số lượng hàng là 50.000 tấn. Hàng này là cái cát sông á, xếp hàng giữ hàng này xếp 10.000 tấn một ngày này, cả hai đầu tức là xếp và giữ đều 10.000 tấn một ngày. Yêu cầu tàu này có cái cầu thấp nhất là 4 x 25 tấn và có cái ngoạm grab là cái ngoạm á, cái cầu xuống cúp cái ngoạm up lên cái ngoạm ngoạm đó. Đó, và tổng số lượng trong một tháng này là 200.000 tấn. Cái chuyện cái này thì họ đề cập thêm thôi cho chủ tàu không quan tâm, bởi vì mình không ký COA mà mình ký void thì mình chỉ hiểu rằng là 50.000 tấn cho con tàu đó, mình không quan tâm số lượng bao nhiêu sau này. Còn đây chẳng qua họ muốn nhấn mạnh thêm là họ có một cái project dự án của họ có 200.000 tấn. Có 200.000 tấn. Cho nên là vậy thì như thế đây, điều kiện phía đấy, tôi cho thấy các anh chị thấy rõ rằng cái cargo offer và cái tàu như thế nào, chắc có lẽ các anh chị đã nắm rõ rồi, đúng không ạ? Đấy, có anh chị nào thắc mắc cái khúc này không? Các anh chị có 5 phút để hỏi tôi cái này, để tôi lướt nhanh qua những cái vấn đề khác nhé. Đây, đặc biệt các cái bản mới ấy, các bản mới và bản chưa có kinh nghiệm, chưa có nắm rõ, thì các bạn mạnh dạn thắc mắc cái gì để tôi đáp ứng, tôi tư vấn cho nhé. Thầy ơi, cho em hỏi một chút. Em là người hỏi thầy cái về cái jumbo bag ấy, mà term hay FOS hay là philo ấy. Thì nếu, nhưng mà giả sử nếu mà em dùng term FOS nhưng mà agent attest của em ấy mà lại không làm, tức là agent đấy không tin tưởng lắm, lại không dỡ hàng từ tàu xuống cảng, thì chẳng may bị lỡ quá cái thời gian mà trong fixture note ấy, thì có bị chặt phí demurrage không? Phí detention không? Mình chưa hiểu agent ở đây là agent có agent có ở India không? Thì họ có vai trò gì? Họ có vai trò gì trong vấn đề xếp chữa này? Thế thì em suy nghĩ lại. Thế thì agent không có vai trò gì trong vấn đề xếp dỡ hàng, mà họ chỉ giám sát tiến độ xếp dỡ hàng và cập nhật cái biên bản ghi nhận con tàu đó làm hàng ngày hôm đó vào thời gian đó, thời gian nghỉ như thế nào, họ cập nhật liên tục trong ngày 24 giờ với thuyền trưởng. Sau khi xếp hàng xong, dỡ hàng xong, họ sẽ ký vào cái phao đó để chứng nhận, để xác nhận rằng thời gian đó con tàu làm, ví dụ từ 0 giờ sáng và đến 8 giờ sáng con tàu đó có làm hàng không, hay nghỉ, hay thời tiết xấu, hay trục trặc, hay ăn cơm trưa, hay nghỉ, thì thời gian nào off họ thể hiện rõ. Nên vai trò của anh đại lý chỉ support vấn đề quá trình làm hàng với theo chỉ định của chủ tàu, chứ anh không có nghĩa là anh đứng ra anh handle được cái hàng đó. Bạn nhầm tưởng ở bên forwarder rồi. Cái tàu này bản thân anh thuê tàu là người phải thuê tàu với chủ tàu. Nếu anh thuê philo hay fifo gì đó thì có nghĩa chủ tàu có trách nhiệm, chủ tàu đã nhận cái đó, thì việc chậm trễ cái điều khoản đó thì chậm trễ là vấn đề của chủ tàu, nó không ảnh hưởng gì cả, vì chủ tàu đã nhận cái đó thì có nghĩa sẽ không có tính cái thời gian, miễn sao dỡ hàng xong. Ok chưa? Đầu đấy thì sẽ báo giá như thế nào nhỉ? Đầu Dead thì đầu Ấn Độ sẽ báo giá cái phần unload từ tàu xuống cảng như thế nào ạ? Unload đó thì người nào người nhận hàng, với điều kiện thứ nhất bạn phải xác định rõ cái điều kiện người thuê tàu đó điều kiện gì. Thứ hai là tại vì cái điều kiện thuê tàu còn liên quan đến cái hợp đồng mua bán giữa thương mại, giữa người mua người bán. Họ ra điều kiện nào, ví dụ bây giờ họ nói là tôi yêu cầu là chủ tàu lo cái đó, thì trách nhiệm của chủ tàu sẽ lo vấn đề xếp chữa, chủ tàu sẽ liên hệ cảng vụ xin báo giá phí dịch vụ bốc xếp, phí trên lót, phí vân vân ở đó, thì chủ gia tàu sẽ tính nguyên cái giá này. Ví dụ thay vì em đang đi một cái hàng xi măng vịt này qua bên đó đi theo FOS, có nghĩa rằng là em đăng ký dỡ hàng qua bên đó, dỡ hàng 3.000 tấn một ngày trong điều kiện thời tiết tốt,
Đó, thì chủ tàu chào cho em giá 50 đô. Nhưng em nói không, giờ tôi muốn full liner out ở đầu bên kia. Thì có nghĩa chủ tàu sẽ lo cái vấn đề chở xuống. Chủ tàu lo vấn đề chở xuống thì chủ tàu chắc chắn sẽ báo cho em khoảng 85 đô một tấn đi. Chủ tàu sẽ lo chi phí cảng phí tất cả đi khác. Đó, cho nên người thuê tàu họ rất là biết để tính cái phương án nào phù hợp. Còn phương án đó thì tôi xác nhận với bạn chỉ có làm những hàng project, hàng mà có thể là cái cầu của tàu không đáp ứng được luôn, phải sử dụng để cầu cả. Nhưng con tàu đó con tàu chuyên dụng, chuyên làm hàng project ro ro gì đó, các bạn để ý ro ro lo lo gì đó là cái chuyến tàu chuyên dụng á, thường để chở hàng như hàng máy móc thiết bị đấy. Đó thì con tàu đó có cái thiết kế riêng dành cho những cái hàng đó, nên họ cầu với trong trường hợp con tàu đó cái cầu của tàu không đáp ứng được thì chủ tàu thể thuê cầu cả. Thế tất nhiên tất cả chi phí họ tính vào họ sẽ chào mình. Cho nên ở góc độ đại lý, mình nói lại, đại lý là thuộc tàu chỉ định, tàu theo chỉ dẫn của tàu, không phải là của người thuê tàu. Người thuê tàu có quyền thương lượng với chủ tàu để chốt cái đại lý đó vì vấn đề mối quan hệ gì đó, nhưng chủ tàu sẽ là người trả cái phí đại lý, trả cảng phí. Cho nên cái này có lẽ anh Hiền ơi, anh chia sẻ một chút công việc đại lý của mình đây anh. Xin chào anh Hải với tất cả anh em. Thì sáng giờ học thì thật sự ra tất cả những kiến thức gì anh chia sẻ thì thật sự là rất là thích thú với bên này, tại vì bên này cũng làm nghề rất lâu rồi. Nhưng mà qua những cái trao đổi của anh đó thì bên này biết biết được cái giới hạn của mình nó nằm ở đâu khi mà đi đi làm cái nghề này. Thật sự cái nghề này tụi này vẫn xem là đỉnh của đỉnh trong cái ngành hàng hải, thì không phải lúc nào cũng phải làm được đâu. Thì tất cả những chia sẻ của anh thì đây cũng đã trải qua hết rồi, thì cũng nhưng mà nó ở một cái góc độ của đại lý tàu thôi. Thì tới thời điểm này thì trao đổi thì nó có nhiều cái học viên có nhiều cái thắc mắc khác nhau, nhưng mà tất cả cái thông tin anh chia sẻ hiện tại nó rất là hữu ích nha. Thì rất mong là trong thời gian còn lại thì sẽ nhận được nhiều cái chia sẻ anh trong cái thời gian tác nghiệp của anh. Thì qua đó thì mình muốn chia sẻ với em trẻ, thì qua đó thì chúng ta sẽ biết rằng mình sẽ còn thiếu kiến thức chỗ nào, thì trong quá trình hành nghề của mình sẽ có thể là anh Hải có thể là giới thiệu những cái tư liệu về mặt lý thuyết học học như là sách vở để cho mấy anh em trẻ người ta biết chỗ nào người ta có thể mà người ta tự nghiên cứu lấy học hành lấy, rồi với kinh nghiệm thì không có gì khác biệt hơn là mình phải trải nghiệm thì mình mới biết được. Còn mình không trải nghiệm, mình sau buổi học này thì khó, những hy vọng là chúng ta sẽ kết nối thành những cái group mà nó tạo ra để mình chia sẻ cái trong hoạt động nghề nghiệp của mình, chia sẻ trong kiến thức kinh nghiệm mình, chứ không thể nào một buổi thế này mà các bạn sẽ biết được hết. Thì đó là chia sẻ của mình, xin hết anh. Sorry, tôi tắt tắt cái mic xong tôi nói không nghe, xin lỗi luôn. Tôi muốn nói anh Hiền ấy, là anh nói rõ cái vai trò đại lý là gì cho bản tính ở bên OVL nắm rõ như mọi người đấy. Có thể các những người khác có kinh nghiệm rồi nhưng mà bạn mới còn còn mơ hồ, tôi nghĩ như thế. Thì dĩ nhiên cái vai trò đại lý của mình là khi mình được ai chỉ định là khách ra chỉ định hay owner chỉ định, thì cái việc đơn giản nhất là mình bảo vệ cái lợi ích của họ, để bảo vệ lợi ích của họ khi tàu của họ vô cái cảng của mình. Anh hiểu nôm na đơn giản là như thế ha. Thì công việc chi tiết đó thì không 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 có đủ thời gian nói đây. Nhưng công việc chính của mình vẫn là bảo vệ lợi ích của chủ tàu và người thuê tàu. Nó vì vai trò đại lý nó ở đây nó phải rất là khéo thì mới có thể làm được. Ví dụ như bây giờ mình làm đại đại lý chủ tàu,
nhưng lại được charter chỉ định mình, thì làm sao mình phải hài hòa lợi ích của cả hai. Thì lúc đó cái kiến thức của mình nó rất là quan trọng, có quan hệ của mình rất là quan trọng đó. Thì cũng chia sẻ với anh đơn giản thôi. Yeah. Rồi cảm ơn anh. Để mình nhấn mạnh này, thực ra các bạn nên hiểu đại lý, đại là gì? Đại lý là anh đó là đại diện handle con tàu đó khi về cảng xếp hàng. Có nghĩa là vai trò của đại lý là nhiệm vụ của anh nhỉ. Trước khi con tàu về á, anh có phải đăng ký cảng vụ ha. Trước khi anh đăng ký cảng vụ á, thì tất nhiên con tàu đó đã được chỉ định anh rồi, và anh cần phải là liên hệ chủ tàu, liên hệ thuyền trưởng để lấy các cái giấy tờ gì liên quan như thuyền viên, rồi là bảo hiểm tàu, rồi là đăng ký tàu, rồi đăng ký về môi trường an toàn tàu, vân vân, tất cả các cái giấy tờ mà liên quan đến cảng vụ. Thì các bạn nên hiểu đó là đại diện chủ tàu để đăng ký cho tàu cập cảng để làm hàng, và khi tàu xếp hàng xong cũng ngược lại như vậy. Cho nên cái vai trò của đại lý chỉ support được cái cho tàu thôi, chứ không liên quan gì đến quá trình hết đối với hàng đó, trừ khi đại lý đó nhận một cái service riêng như là lát sinh rồi chèn lót gì riêng hay bốc xếp ấy. Bốc xếp ví dụ đại lý có đó, có cái đội ngũ xà lan chuyên bốc xếp hàng thì vẫn là có thể nhận trách nhiệm làm cái đó. Đó là giữa shipper hay người receiver nhận với đại lý, nếu đại lý có cái service đó. Còn hoàn toàn trong câu chuyện mà để ký với con tàu không liên quan gì đến khâu đại lý là có trách nhiệm là handle hàng hay cái khác theo bản tin nhé. Thế đó là mình đang muốn nhấn mạnh rõ cái vai trò với đại lý cho mọi người nắm như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái này. Cái nội chính trong cái hợp đồng thì bây giờ mình sẽ lướt qua một chút để các cái điểm lưu ý mà quan trọng của hợp đồng mọi người cần nắm rõ. Thứ hai là tí nữa mình quay ngược lại xe cái file hợp đồng của bên mình thuê tàu á để cho mọi người nắm rõ ha. Cái định nghĩa thì hiện tại xin thưa với các anh chị, cái định nghĩa cái CP là cái charter party hoặc cái fixture note. Cái fixture note này là cái hợp đồng rút gọn giữa cái CP, nên thường người ta có thể sử dụng cái CP hoặc là cái fixture note để ký tàu. Hầu như các cái ngân hàng thương mại, đặc biệt ngân hàng tư nhân không ít va chạm về vấn đề tàu này, họ không hiểu đâu. Thậm chí khi mình gửi cái hồ sơ lên thanh toán, họ cứ một hai cái đòi cái hợp đồng thuê tàu, mình nói hợp đồng thuê tàu có rồi kìa, họ nói chưa thấy, đây mới cái fixture note. Cuối cùng mình phải lên Google search fixture note là gì, bắt đầu chụp cái bảng Google giải thích rồi đưa cho họ nữa. Thế đây cái gì họ giải thích rồi kia, ok em biết rồi đấy. Không phải mình khi là mình có kinh nghiệm, kể cả ở cái khâu nào, khâu giao dịch tàu đến khâu thanh toán rất quan trọng, và đặc biệt là đối với các cái anh chị mà làm operator, là ký tàu mà ký chẳng ký back to back, ký void, ký kiểu ở đây như bản thân mình đấy. Mình ký bài tu bài chẳng hạn, vừa rồi mình ký con tàu xi măng hồi này mình chia sẻ đó. Thì sao? Mình là phải nắm rõ được cái thông tin cái hợp đồng thuê tàu, cái điều khoản nào có lợi cho mình, điều khoản nào có lợi cho chủ tàu chấp nhận được, và thanh toán như thế nào phù hợp, thỏa thuận thời gian thanh toán ra làm sao phải chuẩn. Đó. Thì trong nội dung cái hợp đồng là cái thứ nhất là mọi người nên hiểu là cái số lượng này. Cái số lượng hàng hóa này, như tôi chia sẻ lúc sáng, cái số lượng hàng này nó liên quan đến số lượng hàng này, cộng trừ 5%, 10% more or less owner option hay 10% more or less charter option. Ok chưa? Rồi, nên là cái này là cái detention này. Trường hợp nào detention thì các anh chị nếu forwarder làm công thì biết, thường tàu ở phí lưu công thường ta gọi là detention. Các anh chị xin cái công về nhà đóng hàng, xin đưa về rồi đưa mãi không chịu trả công ra hàng, gọi là detention. Đối với con tàu khi tàu tới mà không có hàng, hoặc người thuê tàu không làm được thủ tục shipper, không làm được thủ tục hàng do trục trặc ABC đó, mà buộc tàu phải chờ thì phải trả phí detention.
Detention với demurrage nó hoàn toàn là giống nhau về phí nhé. Chẳng qua là mình hiểu demurrage là trong quá trình nó làm hàng nó chậm không như được mong muốn. Còn detention là kiểu là hà tàu tới vẫn chờ chưa có làm hàng. Vấn đề tính phí. Thế discharge này là cái tiền thưởng. Demurrage mọi người được hiểu là cái tiền doanh nhật. Nomina từ doanh nhật. Còn cứ hiểu là tiền phạt đấy, phạt lỗ tàu. Với discharge này là tiền thưởng, thưởng cho làm hàng nhanh. Thì thường tiền thưởng này nó sẽ bằng một nửa tiền tiền phạt. Rồi cái thiệt hại này thường đối với trong những cái trường hợp trong quá trình tàu xếp hàng ấy, chỉ xếp giữ hàng thường nó dễ bị phát sinh, như ví dụ hàng cẩu bị rơi, cẩu trật hoặc là bị xà lan tông tàu hay nữa, nó thể thiệt hại. Và trong quá trình thiệt hại thì phải giám định cái thiệt hại và chủ tàu với cái đơn vị, thường là đơn vị stevedore, đơn vị bốc xếp, đơn vị những đơn vị đó thể trực tiếp thương lượng với chủ tàu. Thường đa số là chủ tàu quy cho người thuê tàu phải chịu trách nhiệm trước, sau đó người thuê tàu thể xử với họ sau. Thì đó là cái cách linh động làm sao để tàu không phải dừng lại để có một cái sự tranh chấp bất thời gian của nhau. Đó là cái điểm chính. Và bây giờ tôi sẽ đi sát cụ thể cái này. Mọi người đợi. Quay lại cái con tàu của các anh chị có thấy rõ cái nội dung trong cái hợp đồng không? Các anh chị thấy rõ cái tên của tàu không? Nội dung chi tiết con tàu không? Có không ạ? Có thì ai lấy tiếng chưa mà? Có thì rõ thế ạ. Rồi ok nha. Đây, trở lại cái câu chuyện cái hợp đồng tôi thuê con tàu này. Đấy, thứ nhất là những nội dung tôi chia sẻ từ sáng đến giờ đều nằm hiển thị ở đây rồi. Thứ nhất là cái tên của con tàu rõ ha. Chi tiết con tàu rõ ha. Con tàu này cũng thể hiện cho tôi yêu cầu cho tôi biết ba cái mặt hàng gần nhất mà họ đã xếp là gì thì họ liệt kê cho tôi. Vì tôi thấy ok không sao, vấn đề cái này chở được hàng chứ mong. Đây số lượng này. Số lượng hàng có 18.000 tấn. Đây. More or less under option. Cộng là cái này là chủ tàu sẽ quyết định cái số lượng này. Chủ tàu quyết định số lượng này mọi người nhé. Đó. Rồi. Thì cảng xếp hàng ở Hòn Gai. Hồi này tôi chia sẻ cái này tôi chia sẻ lướt nhanh thôi. Ha. Rồi. Cái thời gian làm hàng thì áp dụng trong hợp đồng này, ví dụ ở đây người ta nói cái thời gian bắt đầu tính làm hàng là từ 13 giờ, nếu như anh trao nó trước 12 giờ hoặc tại thời điểm 12 giờ ha, còn 8 giờ sáng, nếu như anh trao nó sau 12 giờ đến 24 giờ ngày hôm sau. Cái đó tôi xin lỗi, tôi không thể có thời gian để dịch hết cái hợp đồng, nhưng ý tôi nói một vài ý chính như vậy nha. Đây. Trong này thì có một cái điều khoản như các anh chị biết này. Điều khoản về đại lý đây. Đây, trong cái hợp đồng sẽ thương thỏa thuận là cái đại lý, ai là người chỉ định đại lý. Ở trong này rõ ràng đại lý này là đại lý của người thuê tàu chỉ định ha. Người thuê tàu chỉ định, nhưng mà vấn đề vẫn là cái phí PDA này thì chủ tàu sẽ thương lượng với đại lý bao nhiêu ha. Thì nội dung trong này thanh toán thì tùy đặc thù, mọi người nên lưu ý thanh toán là thanh toán cước đấy, thanh toán thời gian thanh toán nè, ở đây tôi thương lượng với họ là 4 banking day ha, 4 ngày làm việc của ngân hàng. Đây cái demo rate
Giống như hồi nãy tôi chia sẻ này, thường ở đây á, mọi người lưu ý là các cái từ này đều viết tắt chứ không cần phải sâu nó dài ra này, đem desk hiểu như thế. Thì tiền phạt lưu tàu 16.000 đô một ngày, và tiền thưởng nếu chị làm hàng nhanh ấy, là bằng một nửa của tiền phạt, tức là 8.000 đô đấy. Trong các cái hợp đồng thuê tàu, mọi người lưu ý về cẩu tàu như thế nào. À, ôi xin lỗi, ai vậy? Ai đã tắt dùng cái mic chưa? Anh này nè. Ờ đấy, thì anh chị lưu ý nha, đây lưu ý trong cái hợp đồng thuê tàu mình phải các cái điều khoản cần nói rõ. Ví dụ ở trong trường hợp này có tàu đã có cẩu rồi, nhưng mà ở đây người ta nói là cái cẩu tàu hoặc là cái cẩu nổi ấy, để mà xếp hàng hoặc giữ hàng ở hai đô nè, thì ai sẽ là người chịu? Thì ở đây là người thuê tàu chịu ha. Tất nhiên trong quá trình thuê tàu thì những cái đó thì tại vì quy định rõ tàu có cẩu hộ, bắt buộc có cẩu lập cẩu rồi, nhưng trong trường hợp mà vì lý do nào đó buộc sử dụng cái cẩu tàu cẩu bờ hoặc cái cẩu nổi á để làm hàng, thì chủ tàu với người thuê tàu sẽ thương lượng với nhau về thứ cái này, là thường là chủ là người thuê tàu chịu. Rồi đây, cái điều quan trọng là trong cái hợp đồng này, các ngoài thường những cái hợp đồng mà ký kết với nhau các cái điều khoản đó, thì đa số người ta vẫn đưa ra một cái điều khoản dẫn chứng ngoài các cái điều khoản về nội dung trong cái hợp đồng này thỏa thuận đấy ha. Thì những cái điều khoản khác sẽ được áp dụng vào Gencon 94. Vậy bây giờ quay ngược lại, anh chị hiểu về Gencon 94 là cái gì? Anh chị vui lòng kiểm tra đó là các cái điều khoản của hợp đồng thuê tàu. Tất cả trong đó, tức là ngoài trong cái hợp đồng này quy định thì những cái điều khoản khác sẽ áp dụng với con 94. Chứ đến khi các anh chị giao dịch ấy, mà nó đâu có trong điều khoản đâu, tôi không đồng ý cái đó, nhưng nhầm to. Ở đây luôn điểm một câu là ngoài những cái điều khoản nếu trong hợp đồng này thì tất cả đều theo điều khoản của Gencon 94. Đó, trong Gencon 94 nó chi tiết các điều khoản liên quan từ nó ban hành. 94 là nó ban hành lần mới nhất là năm 1994, đến bây giờ vẫn áp dụng. Đấy, các cái quy định về trong hàng hải về thuê tàu ở BIMCO nó phát hành. Đó, và điều quan trọng này khi mình làm môi giới, thì đây các anh có những anh chị mới vào không hiểu đâu, thế mình làm môi giới rồi ai trả tiền cho mình, trả tiền như thế nào, mình phải ký một cái hợp đồng với họ hay là sao? Không cần đâu nhé, không cần đâu nhé, bởi vì trong hợp đồng thuê tàu mà mình là người môi giới đều đã thể hiện ở trong này rồi. Đây ví dụ tôi ký con tàu đấy và tôi yêu cầu nó escom 2.5%, bởi vì tôi làm operator, thị trường cước rất cạnh tranh, tôi không thể lấy lệch cước được, nên tôi yêu cầu nó add cái com này cho người thuê tàu 2.5% và cộng 1.25% cho người môi giới là cái công ty này ở Singapore. Sau này nếu như các anh chị mà làm môi giới thì trên cái hợp đồng của người thuê tàu và chủ tàu đều ghi rõ cho các anh chị tên công ty của các anh chị vào trong cái hợp đồng này, vào trong hợp đồng này. Đó, thế có nghĩa rằng cái hợp đồng này sẽ có giá trị đối với các anh chị nữa. Khi mà chủ tàu không trả tiền, các anh chị lôi hợp đồng ra lên trên mạng chửi thông báo đủ kiểu. Thì đó là cái mà cái nội dung hợp đồng. Tuy có rất nhiều hợp đồng, có rất nhiều điều khoản, tôi nói anh chị như là đối với cái mặt hàng than đó, có hợp đồng dài mấy chục trang, gần 20 trang giấy là mình ráng đọc từng chi tiết, từng câu, chữ, từng câu từ này khác. Đó là một vấn đề, cho nên tư duy, khả năng, hiểu biết đòi hỏi là khi các anh chị làm nghề này, cái đầu lúc nào cũng phải
phải phải phải phải có cái nhạy bén và đặc biệt là am hiểu ha. Tôi như lúc đầu tôi chia sẻ các anh chị, tôi không phải là dân kinh tế vận tải biển, không phải dân tàu biển đâu. Tôi kinh tế ngoại thương bình thường. Nhưng sao? Những thứ tôi biết là những thứ tôi học hỏi từ những người đi trước. Những thứ tôi biết là tôi tìm tòi ở trên mạng. Tôi khi thắc mắc cái BIMCO, tôi thắc mắc cái GENCO 94 cái gì tôi lên đây cả ngày cả đêm tôi đọc, tôi nghiên cứu. Tôi không hiểu cái này. Thậm chí hồi xưa lúc đầu tôi mới đi làm, các anh chị, tôi đến gặp một cái anh ở bên phía trang chat ấy, tôi cũng không biết gì cả. Nhưng khi câu chuyện tôi gặp ở tôi có hàng gạo này này đó, thì bây giờ vậy, qua buổi ngồi cà phê nói chuyện vậy, thì đâm ra tôi sẽ có được một trong những cái rút ra được, à hóa ra nó phải làm như thế, làm thế này, làm thế kia. Đó, tôi hồi xưa tôi làm là fast forwarder đấy, fast forwarder. Tôi cũng hồi xưa đi bán trước tàu container, rồi thì cơ duyên dẫn tôi đến tàu rời. Tôi cũng lăn lội rất nhiều, vì những cái sự lăn lội của tôi đã tạo cho tôi một cái nền tảng, một cái kinh nghiệm, một cái nhận biết nó rõ trong công việc. Kể cả khi tàu rời, tôi cũng là một trong những tài thời điểm vào hơn 10 năm, hơn 10 năm về trước. Thị trường đối với tàu rời, đặc biệt đối với cái hàng clanker ke này, đi Bangladesh này, đi Tây Phi, tôi là hơi bị trùng luôn. Trùng là gì? Tôi toàn cho những cái tập đoàn lớn như tập đoàn SCG, là SCG của Thái Lan, Hồng Kông, Việt Nam, Singapore thuê tàu. Và chính họ và nói rằng ở Việt Nam, công ty Vạn An là một trong bốn đối tác lớn của họ trong vấn đề tàu biển. Rồi công ty Itochu với một số đối tác lớn như tập đoàn Siemens, Chiem Siemens của Indonesia, hay tập đoàn Siemens của Bangladesh, Pasunada. Đó là những cái tập đoàn lớn mà bản thân chính tôi là người tiếp cận qua những cái câu chuyện, như thế này. Khi tôi vô tình tôi ngồi ăn trưa với mấy người bạn, là họ cũng là khách hàng, là người thuê tàu của tôi, thì qua cái câu chuyện họ nói đối với bây giờ thị trường này có cái thằng Itochu này nó xuất nhiều lắm. Lúc đó tôi chả biết Itochu là thằng nào, không có tìm hiểu, tôi không có biết. Nhưng rồi tôi tự nhiên ông bà nói vậy là tối đó về tôi phải tìm hiểu cái thằng Itochu, và sau đó tôi gửi hồ sơ cho nó, rồi cũng nói chung là gọi điện gặp người này người khác, hỏi lui hỏi tới. Một thời gian sau thì Itochu Singapore bay qua Việt Nam, ký hợp đồng mua clanker của một đối tác nhà máy ở ngoài đó và hẹn gặp tôi. Và lúc đó thì câu chuyện giờ tôi tiếp cận họ, bắt đầu đã kết nối và qua lại với nhau dần dần. Cuối cùng họ giao cho tôi mảng clanker tàu xuất đi Bangladesh. Đấy, có nghĩa rằng đối với một cái công việc nào đó, khi mình làm bằng cái thứ nhất, bằng cái tâm và bằng cái nhìn nhận, cái đam mê của mình, cái học hỏi của mình. Còn đối với về mặt lý thuyết, các anh chị học ở trường chỉ là một cái nhỏ, nó không là gì cả, nhưng cái lý thuyết, cái thực tế ở đời đòi hỏi sự học hỏi của mình nhiều. Anh muốn làm tốt cái khâu đại lý thì chắc chắn đòi hỏi anh phải chứng minh cho người ta thấy anh là cái người để khiến cho người ta tin tưởng, khiến cho người ta tin tưởng. Anh cho người ta thuê tàu thì chắc chắn đối với ví dụ tôi chia sẻ với các anh chị, bản thân tôi, công ty tôi có ba công ty thuê tàu: công ty tập đoàn Vạn An, công ty thương mại toàn cầu Vạn An, công ty Noble Việt Nam. Đó, công ty nào tôi thuê tàu và đối tác tin tưởng. Thì ví dụ tôi nói chia sẻ các anh chị, nếu như tôi ký back to back một đối tác đó, họ sợ tôi lừa sao, đúng không? Tự nhiên tôi họ chuyển tiền cước cho tôi không trả cho chủ tàu, tôi lấy đi thì sao? Có, điều đó là có xảy ra. Vậy làm sao để người ta tin tưởng? Mặc dù anh khẳng định rằng anh không làm điều đó, nhưng lấy cái gì chứng minh? Một số tiền gần nửa triệu đô. Làm sao? Đúng không? Thì đòi hỏi thứ nhất, mình làm một cái công việc gì ở cái góc độ cái sự hiểu biết, đòi hỏi là mình phải là một trong những cái người để tạo lòng tin cho người ta. Ở SCG hồi xưa tôi hợp tác cũng vậy, các anh chị biết
Con tàu của tôi khi ở bên họ ở bên Trung Quốc về cảng Cẩm Phả để lấy hàng. Nhưng một điều lạ thay là con tàu hồi lúc đó nó đang ở trên đà, kế hoạch nó xuống để về là kịp lấy cái là ví dụ ngày 18 đến 23 tháng tháng mấy đó chẳng hạn như thế, mà con tàu không kịp xuống đà nên nó trễ đi 3 ngày, mà 3 ngày nó quá cái lấy cái. Thì trong khi đó kế hoạch tàu vẫn thông báo hàng vậy, thì ở phía bên người shipper họ sẽ vận chuyển hàng từ nhà máy ra các tàu. Thì anh chị biết đâu phải là hàng nó sẵn đó mà đi xà lan từ Ninh Bình, cả đội xà lan đi ra ngoài đeo để chờ tàu. Tự nhiên tàu thông báo là có thể hủy tàu nếu như lấy kênh là hết hạn rồi chứ tàu cũng chịu. Đó, đó là một cái bài toán. Vậy nếu chỉ cần mà con tàu đó không tới lấy hàng là người thuê tàu nó giết tôi luôn. Người giết tàu bởi vì tôi tàu không tới hàng mà họ đã đưa hàng ra biết nào khai hải quan rồi, đóng thuế rồi. Rồi hàng nằm cả đóng xà lan chờ ở ngoài neo rồi. Nguy hiểm. Và cuối cùng tôi phải làm việc lại với bên phía SCG, tôi nói là bây giờ không cần phải đổ lỗi cho ai cả. Sự việc nó xảy ra, tôi cũng không mong muốn và anh cũng không vậy. Bây giờ tôi phải tìm giải pháp. Và tôi sẽ quay ngược lại thương lượng với chủ tàu nữa. Bây giờ lấy can trễ, tôi chấp nhận. Lấy can trễ 2 ngày, anh với tôi lại thỏa thuận một cái addendum, đó là cái lấy can mới. Các điều khoản khác không có thay đổi. Các điều khoản khác không có thay đổi. Và thì tôi sẽ làm việc với công ty đó. Bây giờ phương án là để cho xếp hàng nhanh không chậm trễ thì con tàu tới trễ rồi. Tôi sẽ đồng ý thuê cái cầu nổi riêng. Tôi sẽ trả chi phí cái cầu nổi đó. Vì nếu tôi thuê cầu nổi khi tàu nó tới thì vừa bốn cái cầu tàu vừa cái cầu nổi nữa nó làm hàng sẽ gấp đôi, nó nhanh hơn, đúng không? Và tôi nói với bên Exeter tôi sẽ chịu phí đó. Miễn sao hàng xếp đúng cái thời gian không chậm trễ trong cái LC của công ty đó. Và cuối cùng tàu đến trễ 2 ngày và dùng bằng cầu nổi và đi khác, tôi phải bỏ ra hơn 10.000 đô thuê cầu nổi. Nhưng mà mọi người biết đúng là khi có cầu nổi làm nhanh thì cũng đúng phù hợp với cái thời gian để sai cái bill á, cái bill ngày đi đúng vào cái ngày đó là đẹp luôn. Và câu chuyện quay ngược lại là như thế này: khi tàu làm hàng nhanh có nghĩa chủ tàu phải thưởng cho tôi, chủ tàu phải thưởng thì làm hàng nhanh mà rõ ràng đó. Thì tôi tính cái bài toán đó là tôi đã mất đi 10.000 đô để thuê cầu nổi, và đến khi chủ tàu thưởng cho tôi được 15.000 đô, tôi lấy tiền đó tôi trả tiền phí cầu nối. Tự nhiên tôi từ cái khó mà cuối cùng tôi kiếm được tiền. Đó là cái bài toán mà các anh chị khi làm cần phải tính toán hiểu, phân tích, lý luận, không có rủi ro xảy ra. Có nhiều trường hợp tôi ký back to back, có nhiều người thắc mắc hỏi ô tại sao tôi ký với chủ tàu giá 17.2 đô, tại sao tôi cho người thuê tàu 17 đô. Có nhìn qua thì có người ngỡ ra nói mày điên mà làm như vậy, nhưng họ đâu biết rằng tôi ép người thuê tàu tăng cái xếp dở lên cao. Mục đích gì? Họ tăng xếp dở lên thì họ làm sẽ nhanh, thì buộc lòng tôi lại lấy cái tiền thưởng của chủ tàu tôi bù lại. Cuối cùng tôi thứ nhất vừa ký giá rẻ cho người thuê tàu, họ happy, bởi vì trong cái phi vụ đó có hơn 50 công ty nhảy vào cho một lô hàng đó và tôi là ký được cái đơn hàng đó. Tôi ký được đơn hàng đó bởi vì sao? Bởi vì tôi lanh hơn họ là ở chỗ đó. Vì công ty nào nói ở giá phải 17.2, chủ tàu báo trực tiếp luôn giá 17.2. Thế ông cái người thuê tàu ố kênh khác báo chủ tàu trực tiếp không phải operator luôn, chào tôi 17.2, tại sao ông lại chào tôi 17 đô, ông lừa tôi là không không lừa tôi cả luôn. Thế đến khi tôi đưa bài toán toán đó đã ký xong, bắt đầu xong khi tàu làm hàng xong với câu chuyện vừa lẻ đó, thì đó là cái cách mà tôi xử lý cái tình huống. Và thứ nhất cuối cùng ông được việc tôi được việc đó, ông đẩy cái live của tôi lên rồi, ông tin tưởng là một trong những cái đối tác lớn đó. Mà các anh chị biết là môi giới hay người thuê tàu, môi giới hay thuê tàu đòi hỏi có bản lĩnh. Tôi nói bản lĩnh ở chỗ đi, mình giao dịch cái này không bao giờ để hụt, bởi vì anh giao dịch chừng nào mới chốt. Ví dụ hai bên thống nhất sắp con tàu đó thì có thể ngày mai ký hợp đồng, ai sắp
thời gian bao lâu, chương trình như thế nào đó, hai bên thỏa thuận với nhau. Còn khi chưa sắp đang thương lượng điều khoản mà anh bỏ đi về, anh về chở vợ con đi chơi, anh về chở bồ đi chơi, ngày mai quay lại đừng có mơ không có nữa đâu, thằng tháng nó bớt mất tiêu rồi. Cho nên tôi nói đêm nằm ngủ tôi vẫn cầm cái điện thoại trên tay tôi bỏ đi, dậy lúc nào tôi mở xem, tôi chat cả đêm hôm, thậm chí xin lỗi các anh chị, lúc đầu vợ tôi không hiểu đâu, giận tôi cứ tưởng tôi chat với cô nào, tôi tán tỉnh cô nào, nhưng không biết rằng là mọi cái thông tin của tôi đều làm như vậy. Và đó là cái cơ hội. Cho nên các anh chị khi tham gia vào cái công việc này đòi hỏi, khi mình đã dấn thân thì đòi hỏi cái bản lĩnh, áp lực có rất lớn, bởi vì con tàu mà nó chậm trễ nó như thế nào là mình bị phạt rất nặng. Và bản thân tôi phạt cách đây 3 năm thị trường biết tôi rất nhiều, vì tôi bị một tổ chức Ấn Độ với Bangladesh kết hợp lừa tôi cướp tàu hơn 1,7 triệu đô. Tôi mất trắng đến giờ hơn 350.000 đô, mà cái đối tác đó phải deposit tại cái tòa án tối cao Bangladesh, với ông đối tác đó lừa cả mấy ngân hàng ở bên đó, chính phủ bên đó truy nã bác. Và cái tiền đó bây giờ tôi không liên hệ được với luật sư, cũng bó tay không lấy được, coi như vứt trắng luôn. Đó là cái rủi ro đã xảy ra, không phải tôi là người tài giỏi gì được cả đâu. Khi họ đã có tổ chức, họ đã có ý thì mình không thể né tránh được. Xây dựng cái tòa nhà chọc trời 10 năm chỉ cần một đêm nó sập nếu sơ suất. Trong làm tàu vậy, có những anh chị là chủ tàu buộc phải bán tàu. Có những anh chị chủ tàu buộc phải bán tàu. Nếu như không nắm rõ về cái công việc của mình, nó rất rủi ro. Đó là cái mà tôi muốn nhấn mạnh đến, là trong cái công việc của mình. Thế như hồi nãy anh lúc trước anh gì à? anh gì và họ muốn chia sẻ làm sao làm như thế nào. Thực ra tôi nói rồi, cái cách dạy của tôi không, thậm chí không theo một cái kịch bản đâu. Khi đúng đâu tôi hỏi đó, đúng đâu tôi trả lời đó. Đấy, đó là cái cách chia sẻ của tôi. Và cái chính cũng là những cái câu chuyện tôi chia sẻ bằng kinh nghiệm của mình, để mọi người thấy rằng mình cần phải có nên học hỏi hay không, có nên như thế nào hay không. Thì đó là cái mà tôi mong muốn các anh chị cần phải nắm. Còn đối với trong cái này thì nó có nhiều cái cần phải trao đổi, chia sẻ lắm. Bây giờ thì về cái nội dung cái con tàu xong rồi, bây giờ tôi muốn các anh chị có thắc mắc gì thì hỏi tiếp đấy ha, có 10 phút để hỏi đấy. Như các anh chị biết á, thời gian để mà học cái này á, đặc biệt những người có kinh nghiệm thì có thể ví dụ hồi này, đây như anh chủ ông anh Bách nói, mình cần phải chia sẻ đi sâu đi sáng đó, thì cái đó, cái câu chuyện đó thì có thể rồi sau này những cái anh chị em đã gặp phải. Thì thực ra mấy năm trước tôi hay tổ chức các cái buổi offline là chia sẻ những cái vấn đề gặp phải trong giao dịch tàu rời đó, từng hay chia sẻ đó, nhưng mà mấy năm nay dừng lại, không có thời gian chia sẻ thì không có nhiều. Thì những cái đó thì những người có kinh nghiệm nên cần phải tham gia học hỏi. Còn đối với các bạn mới thì đấy, cái câu chuyện là để tôi muốn cho các bạn hình dung ra được là cái công việc của mình nó làm. Thực ra những ai đã làm được cái này thì tôi nói là họ là cũng là khá giỏi. Tôi có rất nhiều bạn là nhân viên của tôi hồi xưa cũng không có biết gì, chập chững đấy,
về tôi cũng đào tạo và sau này thì cũng hợp tác với tôi được vài năm, và sau nó có cánh ra rồi mở công ty. Tôi thấy trên thị trường vẫn là đề này founder công ty ABC đấy rất nhiều đấy. Từ khi các bạn không biết gì đến giờ các bạn làm được, các bạn giao dịch thành công ký hợp cái môi giới, còn bạn nào đủ bản lĩnh thì ký tao kiểu giống tôi. Cái đó thì hơi khó ở thị trường Việt Nam, ở thị trường quốc tế họ kiểm tra rất khắt khe về cái background lắm, kiểm tra rất khắt khe về background để các anh chị nắm được những cái thông tin này như thế nào. Tôi cần các anh chị tương tác với tôi cái đấy ạ. Ai thắc mắc, ai cần chia sẻ cái gì không, mọi người mở camera lên chúng tôi thấy camera off hết sạch nha. Ồ, hay là không có ở đây, nghĩ chắc không có mặt rồi. Chị Phương gì, Phương Hành hả? Chị có chia sẻ cái gì không? Vâng, em chào thầy. Thực ra em cũng làm ở một công ty cầu tàu rời. Cái này thì nó cũng hơi ngoài lề, nhưng mà vừa rồi thầy có nhắc đến cái chuyện mà lừa đảo ấy. Thì em có một cái câu hỏi như này. Cái này thì rất khá là may mắn, tại vì là bên cũng giải quyết được rồi. Thì tuy nhiên thì cái câu chuyện nó là như này. Bên em bình thường thì vẫn hay làm với cả một bên charter, tức là họ vẫn làm việc rất là cũng được một thời gian rồi. Các cái lô hàng thì cũng ok. Thì tuy nhiên thì đợt này có một cái vấn đề là khi mà bên em họ, tức là bình thường thì khi mà hàng lên tàu, tức là hàng lên tàu xong ấy, thì thường thường là họ sẽ thanh toán. Thế tuy nhiên thì đến cái lúc mà cần thanh toán ấy, thì họ có nhận được một cái mail của bên em, thì tức là tên giống hệt và mail giống hệt, tất cả các cái giấy tờ mà họ chuyển sang thì đều giống hệt, người nhận giống hệt tất cả những cái giấy tờ mà bên em thường gửi cho họ. Thì cái nội dung là thay đổi cái tài khoản ngân hàng sang một cái nước thứ ba, thì mà hàng thì hàng nông sản, thì khi mà họ cũng không không có hỏi lại cho mình, tức là họ cũng không có một cái cuộc điện thoại hay là nhắn WhatsApp cho mình về cái chuyện là tại sao mình lại thay đổi. Thế nhưng mà họ thì vẫn cứ thế họ chuyển tiền, đến khi mà bên em thì cũng chờ không thấy thì có gọi điện lại cho họ, thì mới vỡ lở ra là họ chuyển cho cái bên bên kia rồi. Thì cũng may mắn là bên đấy thì họ cũng làm việc ngay với ngân hàng mà có hold lại được hàng, tức là hold lại được cái tiền đấy lại, thì họ cũng không mất tiền. Thế nhưng mà em muốn hỏi là nếu như mà trong cái trường hợp mà họ đã chuyển tiền đi rồi, thì nó lúc đấy thì nó sẽ phát sinh một cái tranh chấp khi mà họ đã vì tất cả cái giấy tờ kia họ đã làm giả giống hệt bên em, và mail ngay cả mail cũng giống luôn, thì nếu trong xảy ra tranh chấp thì sẽ xử lý như thế nào ạ? Cảm ơn thông tin của chị nha. Thực ra cái câu chuyện này không có mới đâu. Câu chuyện này không có mới ha, mà nó cũng xảy ra rất nhiều, không riêng ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì có nhiều, ở Việt Nam thì hơi bị nhiều luôn, ở các nước trên thế giới có gì. Thứ nhất là cái thông tin đấy, đa số là những cái hacker họ vào được email cái server của chủ tàu, ở server của bên chị đấy, họ theo dõi quá trình giao dịch bên đó, họ biết được, thì họ mới lập một cái email giả đơn giản. Ví dụ tôi nói này, họ lập một cái email kiểu giống như là vietlong.vn, nhưng mà họ chỉ cần bỏ một cái vietlong có chữ s sau chấm vn, họ chỉ lách một cái từ, hầu như nếu như lướt qua đi qua tưởng là đó, và nội dung họ đã nắm rồi, họ yêu cầu thay đổi tài khoản. Nếu như cái người vấn đề ở chỗ cái người thế nào họ cũng rất dở, thường đa số khi thay đổi cái chả có lý do gì. Bởi vậy nên các anh chị lưu ý kinh nghiệm như hồi này, cái hợp đồng thuê tàu tôi có sâu, anh chị thấy chủ tàu ghi rõ số tài khoản ở trong 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 cái feature note rồi. Nếu mà thay đổi thì chắc chắn là có vấn đề, có vấn đề thì chắc chắn thì buộc phải xác nhận, xác nhận thì gọi lý do là thay đổi,
nên hầu hết đa số bây giờ nên thể hiện cái số tài khoản của chủ tàu vô trong cái hợp đồng thuê tàu để tránh những cái trường hợp như vậy. Trường hợp đó đã xảy ra rất nhiều, ở Việt Nam có rất nhiều. Rồi, và cái trường hợp khi sự việc đã xảy ra rồi, thì về vấn đề giữa hai bên giải quyết cái tranh chấp không thanh toán cước hay như thế nào đó là một cái câu chuyện giữa hai bên đưa ra phương án tốt nhất. Còn để truy thu lại cái nguồn tiền đã mất thì buộc cái người bị hại là chủ tàu phải yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra về tội phạm về công nghệ phải lần theo cái thông tin đó và để truy bắt họ. Không còn cách khác, khi tiền tài nguyên tắc đối với ngân hàng đó, họ không thể giữ tiền khi tiền vào tài khoản của người ta. Ngân hàng sẽ không, thậm chí ngân hàng không được tiết lộ về thông tin cái người nhận. Nên trong trường hợp mới chuyển thì mình có báo cho ngân hàng liền. Thì ngân hàng họ sẽ hôn lại và chờ mình mời cơ quan chức năng tới giải quyết để xử lý tại thời điểm. Còn khi tiền vào tài khoản rồi là một cái câu chuyện khác nữa. Ngân hàng không có trách nhiệm để thu hồi, mà chính là cơ quan công an vào hỗ trợ. Nhưng khi tiền vô nó rút nó biến rồi, cái câu chuyện dài là công an đi kiếm được họ để xử lý hay không. Cái đó xảy ra ở Việt Nam rất nhiều rồi. Thậm chí cả mấy trăm ngàn đô có rồi. Nên lừa đảo trong hàng hải có. Tôi đây giao dịch hàng ngày đấy, bản thân tôi đây mà còn những cái người không biết về tàu còn gửi rồi chào tàu thì chào cước giá thấp rồi chào cước demo rate thấp xíu vậy. Nó đơn giản, tôi làm nghề tôi nhìn qua tôi biết nó lừa đảo hay không rồi. Tôi chửi thằng mà tôi mới có mấy thằng. Cuối cùng bay muốn là cái gì? Nào là offer, nào cần phải là gì? Book phí book tàu 30.000 đô. Ôi trời ơi, cái tàu rồi mà bút tàu cái gì? Bây giờ thương lượng với tôi cái điều khoản, nếu như không tin tưởng nhau deposit trong cái đó khi sau cái ký hợp đồng thuê tàu mấy ngày như thế nào, thì anh không có rành về tàu mà anh dám đi lừa tôi, đâu có gì đâu. Cho nên cái chuyện xảy ra mà lừa đảo trong hàng hải rất nhiều, cái chuyện đó có rất nhiều rồi đó, ở Việt Nam gặp rất nhiều rồi. Nên các anh chị, đặc biệt các anh chị chủ tàu lưu ý, và những người thuê tàu cũng cần cảnh giác những vấn đề đó. Cách đây vài năm bọn tôi hay tổ chức mấy cái những cái vấn đề gặp phải trong lừa đảo hàng hải có đấy. Đấy, có những người thật như hồi nãy tôi chia sẻ là họ làm cái nghề operator giống tôi, họ ký cước back to back. Thế gì? Chủ tàu chào, ví dụ chào 15 đô là giá chủ tàu chào, họ đồng ý luôn. Ngược lại bên người thuê tàu chào có 12 đô, họ ký luôn. Mục đích cái gì? Tàu vẫn tiến trình về làm hàng bình thường mà. Đến ngày thanh toán cước, thanh toán vô họ, nó rút tiền cước nó biến luôn. Chủ tàu không nhận được cước. Người thuê tàu mất. Trường hợp đó xảy ra ở một số đối tượng ở bên Indonesia. Có nhiều. Có. Cho nên tôi nói để câu chuyện, để bản lĩnh trong làm trong cái lĩnh vực này, đòi hỏi nhiều. Thật kinh thép đấy. Không rủi ro không có xảy ra. Tất nhiên các anh chị khi thành công thì tôi nghĩ nó cũng hơi bị giỏi rồi. Các bạn làm bên forwarder ấy, các bạn thấy tôi bán cước một container rất khó, cũng vất vả lắm, cái target công ty đưa ra đấy, tháng này tôi bán được 5-7 công gì đó, rất khó, bán một container khó. Nhưng khi các anh chị làm tàu rơi, anh chị có thể bán cước cho một cái con tàu đó có thể chở được 10.000 container. Thấy không? Giật mình không? Đặc biệt với bạn sinh viên nhìn vậy té ghế bỏ đó, dám ngồi đây mà học nữa, sợ chạy mất dép. Những cái gì cũng vậy, có sự học hỏi, có sự nghiên cứu, chả có gì khó, người ta làm được mình làm được, đúng không? Có những anh chị làm chủ tàu thì cũng xuất thân gì như hồi nãy tôi chia sẻ, chỉ là bác thuyền trưởng thì bác về bác vay mượn hàng xóm thì ngân hàng gì đó mua con tàu trở thành chủ tàu.
chạy được bao nhiêu trả tiền lãi ngân hàng. Đó, hiện tại đa số ở, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc, ở Nam Định, ở Thái Bình, Hải Phòng, toàn tàu vay ngân hàng. Đấy, những vấn đề các anh chị ấy khai thác tốt thì nhanh lấy lại vốn. Nhưng nếu như đã vay vợ ngân hàng rồi và để bị người ta lừa đảo nữa, mất trắng, về bán nhà đền, không đủ. Có, tôi đã suốt cả bao nhiêu năm nay, có nhiều anh chị chia sẻ với tôi, feedback cho tôi rất nhiều vấn đề này có. Cho nên, mình nghĩ cái công việc của mình đơn giản nhưng không đơn giản. Còn để đến cái câu chuyện đi xa hơn để kiện tụng, quay lại cái vấn đề, cái chủ đề tiếp theo tôi nói trong cái hợp đồng rồi gì, cái mỗi chỗ cuối cùng là sau cái chuyến hàng xong không xong, nếu có cái sự tranh chấp kiện tụng đúng không? Đó là cái câu chuyện về tranh chấp kiện tụng nữa. Kiện tụng trong vi phạm hợp đồng, kiện tụng về không trả cái tiền phạt tàu, kiện tụng về vấn đề khác có dẫn đến ra tòa, ra trọng tài. Đấy, đó là cái mà tôi muốn chia sẻ đến các anh chị. Còn đối với cái công việc này, khi mà sự việc nó xảy ra thì mình đấy là người phải nắm hiểu về luật ha. Mình đừng có đi làm càng, kể cả làm trong nghề các anh chị đầu tư vào chủ tàu thì cố gắng nghiên cứu về luật hàng hải Việt Nam, luật hàng hải quốc tế, luật Anh, tất cả mọi tranh chấp kiện tụng trên toàn quốc tế về thương mại cũng như tàu biển đều áp dụng về luật Anh, không phải luật Việt Nam nhé, luật Anh. Thực ra trên thực tế cái luật Việt Nam thì nó cũng dựa theo cái luật Anh, nhưng luật Anh nó sẽ cặn kẽ chi tiết, hàng trăm năm nay không thay đổi. Còn luật Việt Nam các bác biết rồi, 5 năm lại thay đổi. Đấy, lên dân nó chửi quá rồi rút ra đổi. Cho nên nó sẽ không tương thích được với các cái giao dịch quốc tế, nên phải áp dụng luật Anh. Và cái luật đó thì sẽ xử ở đâu? Đó, ví dụ các anh chị khi thực hiện cái hợp đồng thuê tàu, nếu là chủ tàu Việt Nam, người thuê tàu Việt Nam, thì các anh chị anh David đợi mình chút nhé. Các anh chị giao dịch đấy, thường các anh chị nên áp dụng cái theo cái trọng tài VIAC, không áp dụng theo tòa án kinh tế thì nó sẽ xảy ra cái câu chuyện là nó dài, câu chuyện nó kiện tụng nó kéo dài và có thể là ảnh hưởng đến cái thời gian đấy. Anh David có ý kiến gì anh chia sẻ nè. Anh mở loa lên ạ. Anh mở mic lên ạ. Dạ chào thầy. Hồi cuối giờ thì em có gửi cái tin nhắn cho thầy á. Thì trên thực tế á, theo cái này thiện nghĩ của em thôi, thì nếu mà các bạn mà mới, mà các bạn mà muốn học mà cái gì cũng hỏi ấy, thì trên thực tế là các bạn phải làm đó. Làm xong rồi sau đó va xong rồi phải có những cái người mà họ đi trước, họ hướng dẫn lại tí một. Chứ còn nếu mà mình mà học meeting theo online kiểu này mà rất nhiều người ấy, thì trên thực tế thì cũng như cái phương pháp đào tạo của một số quốc gia tiên tiến thôi, là các bạn phải tự học xong rồi lên thầy chỉ giải đáp những cái thắc mắc khi mà các bạn đã va rồi. Chứ bây giờ mà hả thầy mà để giải thích cho các bạn ấy, thì thực sự mà nói là nó cũng chiếm cái khoảng thời gian khá dài. Trong khi là cái kiến thức của thầy là một cái kinh nghiệm mà rất phong phú, tại vì nó là thực tế, va chạm rồi. Thế nên là khi mà các bạn trẻ hoặc là kể cả như mình đã có làm thì mình cũng rất mong là được sự chia sẻ của thầy về những cái lưu ý trong vấn đề về bắt giữ tàu biển này. Thế là làm sao mà mình, làm sao mà ông đại lý ông có thể tiến hành ông bắt giữ được cái tàu đấy.
thì cơ sở nào ông bắt và ông có phải đối diện với lại cái tiền chi phí đặt cọc để mà đảm bảo việc mà bắt giữ tàu biển hay không, nó là khoảng bao nhiêu và rủi ro nó là cái gì. Đấy, cũng như cái thông tin mà em đã nhắn tin cho thầy thì em nhắn tương đối ngắn gọn thôi, nhưng mà em nghĩ là thầy đã làm rất nhiều thì thầy cũng sẽ có những cái kinh nghiệm mà thầy chia sẻ. Ví dụ như em thấy bên Mekong Cần Thơ vậy thì chắc là họ cũng làm đại lý cũng rất nhiều năm rồi, thì cái vấn đề mà thiếu hụt hàng hóa này, bản thân đại lý làm thì như em làm đại lý làm post kép thì những cái thông tin mà họ chủ tàu, kể cả thuyền trưởng với đại phó, họ cũng không biết nhiều về về cái hợp đồng. Nó đâm ra khi mà xảy ra những cái vấn đề, bản thân đại lý họ cũng rối. Mà bản thân em mà em trên tàu thì em làm post kép về vấn đề mà hàng project hoặc là những cái hàng rời hoặc là gì đấy thì bọn em cũng rối. Và em cũng không biết cách nào để mà phải làm để mà tư vấn một cách hợp lý nhất cho tất cả các bên. Đấy. Thì em cũng mong thầy là dựa trên cái câu hỏi của em thì thầy cho những cái kinh nghiệm của thầy trên thực tế. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai á, thì cũng dựa trên những câu hỏi các bạn mà mới phát biểu. Thì em cũng xin thầy á, là chia sẻ kinh nghiệm rằng nếu mà trong trường hợp mà mình đã bị lừa rồi đó. Nha. À, ông Chatter, ông đã chuyển tiền cho ông chủ tàu rồi. Nhưng mà ông hacker, ông lấy cái địa chỉ mail của ông chủ tàu á. Ông đổi đi. Làm cho ông Chatter, ông chuyển nhầm. Thì bây giờ trên thực tế là ông Chatter ông đã thực hiện hết cái nghĩa vụ của ông đấy rồi, thì ông chủ tàu có được phép cho phép dỡ hàng hay không? Và nếu ông không chủ tàu, ông không cho phép dỡ hàng, vậy ông có phạm cái lỗi gì hay không? Đấy. Và cái thứ ba là hồi nãy thầy có nói về cái vấn đề là cái hình thức tài phán qua trọng tài kinh tế. Thì bây giờ hình thức tài phán qua trọng tài kinh tế thì bây giờ rất nhiều bên là nó khuyến khích là làm qua hình thức tài phán trọng tài kinh tế vì nó nhanh gọn và mang nhiều cái tính chất thỏa thuận. Đấy, vì cái hình thức mà tài phán qua tòa án thì ở Việt Nam thì biết là thầy cũng biết là cái bản thân cái luật pháp ở Việt Nam, kể cả cái đội ngũ về về bên bên tư pháp thì họ làm có nhiều cái nó không có chuẩn chỉ. Đấy. Mà qua hình thức tài phán tòa án kinh tế nhanh gọn và nó lại mang tính quốc tế nữa, tại vì hệ thống trọng tài kinh tế là họ có liên kết worldwide. Nhưng mà em đang có một cái thắc mắc rất lớn á, là em cũng chưa va chạm nhiều về cái vấn đề mà thi hành án đối với cái phán quyết của trọng tài kinh tế, thì thầy có thể thầy cho biết thêm cái đấy không ạ? Dạ xin hết ạ. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Thực ra những cái vấn đề anh chia sẻ thì hầu như tôi đã gặp cả rồi, chứ không hề mới đối với tôi, không hề mới luôn. Đối với những cái câu hỏi anh đó thì hồi này như tôi chia sẻ với chị Hạnh gì đó là cái vụ mà bị hacker về chiếm cướp đó, thì tôi nói là trong trường hợp đó hai bên nên đưa ra cái hướng làm sao đó để cho ổn thỏa trong vấn đề giải phóng hàng. Còn cái lỗi thì chắc chắn là không phải 100% lỗi của người thuê tàu mà do hacker vào email của chủ tàu. Đó, thì sau đó chủ tàu thì cũng làm việc làm sao để giải quyết ha. Thì thử việc mà để rồi mà tranh chấp để bắt giữ tàu với lý do này là câu chuyện nó chả có thể thiệt hại cho đôi bên rất nhiều. Không đơn giản đâu. Và giá trị hàng hóa trên tàu nữa. Có những lô hàng giá trị gấp mấy lần tiền các tàu, không ít. À, còn đối với quay ngược lại cái chia sẻ của anh về cái vấn đề mà đại lý có quyền chỉ bắt tàu. Đúng không? Xin thưa với cả các anh chị, đại lý không có quyền chỉ bắt giữ tàu. Đại lý là người, như hồi nãy tôi nói, có trách nhiệm support tàu để trong quá trình tàu làm hàng. Còn việc bắt giữ tàu nếu như ảnh hưởng vấn đề hàng hóa thì người thuê tàu, shipper, receiver phát hiện bằng qua gì, ví dụ thiếu hụt hàng hóa, qua kiểm định thiếu quá thì yêu cầu bảo hiểm. Thực ra tất cả vụ bắt đó là bảo hiểm chứ không phải
là đại lý như tiền cái đó và bảo hiểm gì, anh muốn bắt được cái bảo hiểm phải chứng minh cái thiệt hại cho con tàu đó, sợ con tàu, anh sẽ bắt giữ tàu tạm thời để yêu cầu tàu giải quyết cái thiệt hại đó. Thế bằng cách gì? Anh phải bảo hiểm không tự ý xuống bắt mà bảo hiểm phải trình lên tòa án. Tòa án, và tòa án có lệnh bắt giữ tàu. Khi tòa án có lệnh bắt giữ tàu và đưa về cho biên phòng ở dưới này, và trong lúc có đại lý, thì đại lý chỉ là người hỗ trợ, coi cùng lắm ở tôi không giao cái giấy tờ tàu, tàu không thể đi được vì bây giờ biên phòng họ, họ ra lệnh bắt giữ tàu rồi, có lệnh của thi hành án gửi cho chủ tàu. Đấy, chính đại lý chả có vai trò gì rồi bắt giữ tàu tại vậy, nên anh chỉ có thể là cho có lệnh, anh không giao tàu, giao giấy tờ tàu, kiểu tàu để tàu đi rồi. Tôi đã gặp cách đây khoảng 7 năm, con tàu chở phân bón, tàu chở phân bón. Thì đó là cái đấy, con nói để về góc độ khác thì không biết anh đang thắc mắc, không đồng ý cái quan điểm của tôi hay sao anh? Vì thầy ơi, trên thực tế nha thầy, bây giờ là do cái hình thức á, đại lý bây giờ thông thường là nó lại phân ra hai loại đại lý. Ví dụ như là bản thân em thì là làm OPA nhiều, thì OPA thì chỉ có đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi, chứ còn ông CPA thì ông to rồi đấy. Nhưng mà ông CPA thì thỉnh thoảng thì ông cứ dọa bắt tàu, do cái vấn đề là em đã gặp phải một cái trường hợp là chủ tàu thì ông chuyển tiền, thì ông chuyển cho ông đại lý, là ông chuyển cho ông OPA. Nhưng mà ông chuyển thì ông chỉ chuyển 70-80% thôi. Thế là cái ông OPA này là ông lại chuyển lại cho ông CPA. Và ông CPA là ông gửi cho ông OPA thì ông OPA là không chuyển trả cho ông CPA, và ông CPA đòi bắt tàu. Thế bây giờ em hỏi thầy là nếu mà đại lý phí mà không trả, trong khi chủ tàu đã chuyển cho ông OPA rồi mà ông OPA không chuyển cho ông CPA á, thì đại lý là ông đại lý CPA là ông bắt tàu thì ông sẽ bắt như thế nào đây? Thứ nhất là chắc chắn là đó là chỉ cái hù dọa thôi anh nhé, chứ không có bằng chứng gì cả. Anh có giỏi anh bắt được tàu thì anh phải đưa cái lệnh của tòa án. Còn nói đại lý kể cả vai trò gốc là chỉ nhất, anh có thể là hù dọa bằng cách nếu tàu chưa đi ha, anh giữ lại giấy tờ tàu, buộc tàu phải trả, hoặc buộc phương án nào đó. Còn khi tàu chạy rồi á, trừ trường hợp khi con tàu đó đã chạy rồi anh không lấy được tiền, thì anh có thể là vẫn có thể là lưu ý, vẫn có thể kiện, và con tàu đó có thể đi về ở đâu ở trong lãnh thổ, ví dụ đối với ở Việt Nam thì có thể là khi phát hiện tàu đó về ở Việt Nam, anh yêu cầu tòa án và anh chứng minh được là họ không trả tiền nhé, anh phải chứng minh được thì tòa án cho anh cái lệnh bắt giữ tàu. Còn anh nói anh bắt giữ tàu với điều kiện ở luật Việt Nam, anh phải đối kháng lại với cái giá trị anh bắt giữ tàu đó, anh phải deposit vào đấy, không đơn giản. Cho nên kỳ chuyện đại lý nữa, mày không trả tao bắt giữ tàu, đại lý làm gì có quyền bắt giữ tàu. Anh bắt thấy anh cầm được cái lệnh tòa án này, ở đây chỉ có lệnh của tòa án thì anh mới bắt giữ được tàu, chứ anh bình thường bắt như bản thân tôi nhiều lúc tôi chửi lộn với mấy cái thằng ở bên Ấn Độ đấy, tao cảnh cáo con tàu này không thể rời khỏi cả Việt Nam được đâu, tao sẽ bắt giữ ngay tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình nói chẳng có về mặt là tức giận mình bắt hù dọa, chứ mình lấy cơ sở đâu? Giờ mình muốn bắt giữ tàu thì mình phải chứng minh lên tòa án là nó có vi phạm sai hợp đồng, mà muốn bắt giữ tàu thì buộc anh phải đảm bảo không cái thiệt hại tự nhiên. Đến khi anh cũng chứng minh được cái thiệt hại, ai chịu? Bắt tòa án chịu à? Không có. Cho nên anh đại lý là không có quyền gì rồi bắt giữ tàu cả. Đấy, có giỏi lắm cái cứ đời sau thì hù dọa hay kết hợp với thằng đại lý nào để giữ giấy tờ lại ép nó thôi, chắc có chả giờ làm gì cái được nhé. Anh nói đi. Dạ, nhưng mà bây giờ nếu mà trong trường hợp mà đại lý họ làm liều, họ bắt giữ tàu đó, nó gây thiệt hại cho chủ tàu, thì mình đối với cái vai trò OPA ấy, thì mình có thừa ủy quyền của chủ tàu để yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với ông CPA mà ông đã gây ra thiệt hại làm trễ cái lịch trình của tàu hay không thầy? Và như thầy biết đó, bản thân ông đại lý, ông ấy ông làm dịch vụ mà,
thì trên răng dưới bình xăng, ông không có tài sản cố định. Ông chủ tàu thì ông suy cho cùng em làm cái ngành này thì em nói thật với thầy là em bảo vệ ai cũng vậy, nhưng mà thật ra ông chủ tàu ông khổ nhất. Vì cái kiểu gì thì va vào thì ông chủ tàu ông là người có tóc thì ông cũng đã là người bị đóng. Nhưng bây giờ đối với ông đại lý mà ông gây thiệt hại chủ tàu thì mình đại diện chủ tàu, mình ở đây mình kiện lại ông đại lý để mà mình đòi bồi thường thiệt hại, mà ông đại lý ông không có tài sản đảm bảo, ông cùng lắm ông yêu cầu là phá sản công ty chẳng hạn, hoặc là ông dây dưa thì cái vấn đề đó là thầy đã gặp qua chưa? Thứ nhất là mình chia sẻ lại, cái đại lý tàu chỉ định cái đại lý, ý anh nói cái sắp đại lý là không có trả tiền đúng không? Thằng đại lý trả tiền sắp đại lý đúng không? Dạ. Yeah. Nói chung là cái giữa cái thằng sắp đại lý với chủ tàu không liên quan gì cả. Thì nó, mình khẳng định lại, nó không có tư cách gì để bắt giữ tàu, và thậm chí nó không có cái kiểu gì để bắt giữ tàu, chỉ có là hù dọa thôi, chứ chắc chắn là sẽ sự việc đó sẽ xảy ra chốc luôn, không thể bắt giữ được tàu. Kể cả cho dù cái cước không thanh toán, từ trường hợp vô cảng phí không thanh toán, cảng phí thằng cảng vụ thông báo với cơ quan chức năng biên phòng là bắt giữ tàu này nó trốn không có trả tiền đại lý, thì cái đó cảng vụ nó làm được, biên phòng giữ lại được. Tất nhiên giữ lại để kiện cáo, chứ không phải giữ lại yêu cầu nó trả được. Đối với biên phòng có thể, nếu cảng vụ thông báo. Còn vai trò anh đại lý thì anh không làm được cái điều đó, anh chỉ hù dọa vui thôi nha. Cho nên là mình nói lại là vai trò anh đại lý sẽ không làm được điều đó. Rồi cái chủ đề này coi như tạm thời vậy, thì mình qua cái vấn đề khác. Như hồi này anh chia sẻ là ở chỗ cái kiện tụng đấy. Vấn đề kiện tụng nó xảy ra tức khi anh kiện tụng, anh có quyết định kiện tụng của phán quyết của trọng tài. Vậy anh bước tiếp theo anh làm gì? Cái này đối với các anh chị chủ tàu lưu ý nhé. Vì chắc chắn chủ tàu sẽ kiện nhiều, kiện không có trả tiền đến một rết, kiện cước nhiều đấy. Thì thường như hồi nãy tôi chia sẻ, mọi người nên chọn cái, nếu tranh chấp kiện tụng ở Việt Nam nên chọn trung tâm trọng tài quốc tế tại Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội để đưa ra xét xử cái vụ án đấy, chứ không nên chọn công an kinh tế, tòa án kinh tế. Bởi vì sao? Phán quyết của trọng tài là phán quyết cuối cùng, có nghĩa là không cần phải qua phúc thẩm, sơ thẩm gì cả. Nói hôm nó tôi lôi các bên ra phán xử, tôi quyết bên nào thắng áp dụng cái phán quyết này, không có quyền là đi kiện cáo thay đổi thì phán quyết được, không có. Cho nên cái nhanh nhất là kiện của trọng tài quốc tế VIAC. Còn quay ngược lại, các anh chị nếu mà apply vào tòa án kinh tế thì các anh chị biết đấy, nộp hồ sơ lên nhé, phúc thẩm rồi sơ thẩm rồi đến khi luật cho luật sư hai bên nhảy vào đấy, đến hạn 30 ngày sau luật sư kia cáo lỗi rồi thôi, đã rời 30 ngày sau. Có nghĩa cái câu chuyện mà đưa qua tòa án kinh tế, anh chị có thể giải quyết vụ án kéo dài 2 năm chưa xong, 2 năm chưa xong. Cho nên lưu ý các anh chị chủ tàu khi chọn để phân xử nên chọn trọng tài quốc tế, không chọn tòa án kinh tế nhé. Còn cái câu chuyện sau khi có phán quyết như thế nào, các anh chị lưu ý, đối với phán quyết khi xảy ra không phải dễ dàng, thì sau 30 ngày khi có phán quyết thì đương sự phải tự nguyện nộp cái số tiền như trong phán quyết, bao gồm cả trọng tài phí, là đấy, cho bên nguyên đơn. Mà trong 30 ngày đó không có thì là phía tòa án mới yêu cầu thi hành án, đúng không? Khi thi hành án thì chắc chắn là họ sẽ có luật sư, họ sẽ thuê luật sư bảo chữa nào, đề nghị thay đổi nội dung trong bản án này với sai lỗi chính tả đấy. Thi hành án này, tòa án lại yêu cầu thi hành án, tạm ngưng thi hành án 30 ngày. Mục đích gì? Để sửa lại cái thi hành án đó. Có nghĩa đối với luật sư hai bên thì họ đủ mưu đủ mèo để kéo dài cái thời gian thi hành án. Đấy, thì cái này tôi đã gặp, tôi cách đây 5 năm tôi đã kiện một công ty ở Hà Nội. Và gì? Và đến mức cuối cùng họ không có đường đi, họ không trả, thì ở Việt Nam mà đối với họ có thể là tiền không có trong tài khoản, bởi vì nguyên tắc anh thi hành án cho đối tượng là công ty chứ không phải cá nhân của một cái ông giám đốc nào đó. Nên khi thi hành án cho đối tượng một cái công ty thì công ty đó phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp công ty không có tiền thì cũng chịu thôi.
công ty không có tiền là cái đối tượng gọi là không đủ khả năng chi trả ha. Còn ngược lại vẫn đảm bảo được rằng yêu cầu cục quản lý xuất nhập cảnh cấm cái người đại diện theo pháp luật của công ty đó cấm xuất cảnh, cấm xuất cảnh, cấp cấm xuất cảnh đến khi mà trả hết luôn, có thể 50 năm sau, 100 năm sau cái bản án vẫn có hiệu lực. Vậy thì buộc lòng nếu như họ cần có nhu cầu đi thì họ phải quay ngược lại thương lượng thôi. Hoặc trong trường hợp ví dụ tôi kể câu chuyện của tôi cách đây 5 năm về trước, tôi có kiện một cái công ty Rainbow đó khoảng 58.000 đô. Khi có phát quyết họ cũng hành tôi, luật sư tại tôi ở Sài Gòn, họ ở ngoài Hà Nội, nên luật sư tôi cứ bay vô bay ra. May sao là luật sư là bạn nhân viên pháp chế, bộ phận pháp chế của công ty tôi, chứ tôi không thuê luật sư ngoài. Đấy, thì cứ cho bản tiền duyệt chi cho các bản tiền công tác phí thôi, rồi cứ cho ra, thậm chí thuê khách sạn cho nằm vùng rừng nào mà hết đường đi rồi về đó. Thế gì khi tôi thực hiện đến cái lệnh phán quyết cuối cùng họ không có đường chối cãi nữa thì tôi cấm họ xuất cảnh, yêu cầu cục thi hành án cấm họ xuất cảnh. Và khi cấm xuất cảnh rồi, các anh chị biết tôi làm gì không? Tôi không đứng yên để chịu trận mà tôi bay thẳng qua ở bên Bangladesh, nơi mà họ chuyên xuất khẩu hàng qua bên đấy. Tôi gặp trực tiếp mấy cái đối tác mua hàng của họ, bởi vì tôi vận chuyển hàng cho họ nhiều, đối tác hầu như cái mặt của tôi là thậm chí một thời tôi nằm vùng ở bên Bangladesh luôn. Đấy, chứ gì? Khi tôi qua bên đó tôi đưa cái lệnh thi hành án của tôi nữa. Ê, mày mà mua hàng thằng này có chừng mày mà trả tiền nó là mày mất, tao cảnh báo trước, tao đã canh chừng con tàu nó xuống để cho bắt giữ tao. Tôi hù đến mức như vậy thì những cái đối tác khó sợ mới yêu cầu thằng đó phải giải quyết. Và khi thằng đó để bay qua thì bị cục quản lý xuất nhập cảnh chặn lại, không bay qua được, không đi được nữa rồi. Một mình tôi qua bên tôi nói xấu nó thì chịu thôi, tôi nói đủ thứ luôn, nó chịu, nó không đi được. Và cuối cùng gì, anh ta bó tay và bắt đầu cho người, lúc đầu thì thuê xã hội đến vào nhà tôi ở Sài Gòn, hù không được, sau này cho người bản đó, sau này cái bản đó là chơi với tôi luôn, vô thương lượng. Và sau đó thì tôi đồng ý chấp nhận lấy 50%, và tôi chính tôi bay ra ngoài thì anh án ở ngoài Cầu Giấy. Và hôm đó anh ta mang khoảng 700 triệu, bởi vì 58.000 đô khoảng 1 tỷ mấy thôi. Tại thời điểm đó thì anh ta mang được một nửa tiền đó, vì tôi đã đồng ý là nhận một nửa tiền là xóa cái lệnh mà gỡ bỏ cái cấm xuất cảnh của anh ta. Vì tới tòa án thì anh ta làm biên bản ký xác nhận, tôi ký xác nhận thì trả tiền đó và thi hành án trả tiền lại cho tôi. Và cuối cùng thì tôi cũng chia lại thi hành án, tôi cầm 400 triệu về Sài Gòn. Đấy, thì có một câu chuyện tôi chia sẻ rằng là anh muốn làm anh đòi hỏi có bản lĩnh, anh có hiểu. Chứ tôi ở hiện tại các chủ tàu ở Việt Nam đã gặp rất nhiều, như tôi nói không xa lạ, như chủ tàu HTK luôn, của tàu lớn, cùng một bản nợ tỷ mấy tiền phạt không đòi được, cũng có lệnh thi hành án rồi chứ nó không trả chịu, trong lúc hàng ngày vẫn thấy nó xuất hàng, cũng chịu bỏ tay không làm gì được, nó nói không có tiền, nó dùng công ty khác với đại diện đi cấm xuất cảnh lại cái công ty đó trước khi thực hiện, nó đổi pháp nhân, ông chồng làm đổi cho cô em vợ đứng tên pháp nhân, cô đó đi đâu nó bắt giữ là cấm người đại diện theo pháp luật mà. Thế cái anh đó anh vẫn đi lại bình thường, anh đi lại bình thường, cho nên pháp luật Việt Nam vẫn có cái sơ hở, nó sơ hở nó như vậy. Còn đối với tôi, tại những cái diễn biến nó xảy ra tôi nắm cả cá, tôi không rỡ, lúc đầu họ còn hù tôi, tôi đã cảnh báo rồi là tốt nhất là nên đường hoàng lại, đừng có chơi đó, mà tôi chơi tới cùng tôi không sợ đâu. Và cuối cùng tôi đi cho họ hết đường đi luôn, tôi cho họ hết đường đi luôn. Đấy, ở Việt Nam rất nhiều chủ tàu chứ ai làm được giống tôi đâu. Tôi đã gặp câu chuyện tôi chia sẻ cho các anh chị hôm nay, đó là nó đã xảy ra với tôi. Hầu hết tôi không hề lấy một cái thông tin, kể cả tài liệu của tôi chia sẻ các anh chị, tài liệu tôi làm ra, tài liệu từ công ty của tôi không lấy ngoài. Đấy, tôi nói đối với trong cái lĩnh vực này, cái bản lĩnh đòi hỏi và đi hiểu biết đó. Trên tài sao tôi kể câu chuyện ở tôi làm cái này, tôi vấp phải này, tàu tôi cũng phê này, tranh chấp kiện tụng tôi ra tòa rồi, từ trọng tài quốc tế, từ thi hành án tôi cũng có mặt rồi.
thậm chí giờ bảo giờ trong lĩnh vực này ai bảo tôi thuê tôi đi làm luật sư tôi kiện cái đó được, tôi làm nghề tôi tranh chấp tàu biển tôi làm luôn, tôi làm được, không khó. Bởi vì những thứ tôi đã xảy ra, tòa án nó chửi, nó nói bắt bẻ tôi cái gì, nó hỏi cái gì, tôi yêu cầu tôi cái gì. Tất nhiên mình không phải là một luật sư nên mình không có nắm rõ được cái nguyên lý giống như luật sư thôi. Tất nhiên những cái giao dịch bản thân tôi là người trực tiếp thực hiện cái hợp đồng đó, tôi hiểu rõ các cái điều khoản nội dung trong hợp đồng, tôi có thể giải thích banh phách được, tôi không cần giữ tài liệu nữa đó. Cho nên các anh chị cho dù có làm cái gì đòi hỏi mình cần phải có một cái hiểu biết nó rộng hơn. Hiểu biết ở đấy không phải là cái trình độ nhé, học hỏi rộng hơn thì nó sẽ va chạm trong cuộc sống. Bản thân khi mình là người như vậy, mình lại sẽ hỗ trợ cho người thuê tàu với chủ tàu rất nhiều về mặt nghiệp vụ mà tránh bị thiệt hại, tránh bị thiệt hại. Đó, đó là cái mà tôi muốn để cho cái câu chuyện nó dài. Tôi tại sao lúc sáng tôi muốn để đi cho các bạn trẻ, các bạn người có kinh nghiệm tài nắm cơ bản, và sau tôi sẽ chia sẻ cái câu chuyện như vậy. Thì gì, các anh chị thấy muốn làm được thì đòi hỏi chúng ta phải đầu tư vào quỹ thời gian, đầu tư vào cái tìm tòi học hỏi của mình, đầu tư vào cái va chạm, đầu tư vào cái vấp ngã để tạo nên cho mình một cái chỗ đứng nó vững chãi hơn. Mình muốn làm được không phải là cứ nói thấy người ta làm được mình làm được, chưa chắc, chưa chắc đâu. Làm trong cái này thậm chí có cả cái duyên nữa, có cả duyên nữa. Nên tôi hy vọng rằng cái buổi hôm nay chó báo hết giờ rồi hả? Chó nhà này báo hết giờ rồi. Đấy, đó là để chia sẻ cho các anh chị thấy. Đấy, bây giờ tôi muốn cả cái anh chị mà mới á, các bạn trẻ có thắc mắc gì, có trao đổi không hay cần hỏi nhiều. Tại thời gian thì các anh chị biết một ngày tôi không thể chia sẻ hết, nếu các anh chị muốn tôi chia sẻ nhiều đi sâu hơn được, chúng ta cần set up một cái chương trình ít nhất là cần 5-7 ngày cho các anh chị học. Nếu khác có nhiều thứ cần chúng ta cần phải mổ xẻ ra. Khi mình bàn luận một cái chủ đề nào đó, mình cần có những ý kiến với nhau trái chiều hay như thế nào để mổ xẻ cái nội dung mới tìm ra được sự thật, tìm ra được cái ở trong đó. Nó rất quan trọng. Đừng có phang vào lý thuyết, đừng phang vào lý thuyết, cái thực tế quan trọng, rất hữu ích. Ví dụ tôi nói đối với thầy Thành, thầy tham gia cái này thực ra thầy cũng có mục đích cả, đúng không? Thầy vừa lắng nghe được những câu chuyện chia sẻ khi thầy, cái dễ của thầy khi thầy đi dạy là dạy một tầng lớp sinh viên giống nhau. Nó khác cái buổi học hôm nay như thầy biết rồi. Những người có kinh nghiệm, những người chưa có kinh nghiệm, những người việc này, những người việc khác. Cuộc tôi vận hành làm sao để cho tất cả mọi người hấp thụ vào một cái câu chuyện của tôi chia sẻ. Nó là một vấn đề lớn. Đối với tôi là một vấn đề lớn không hề nhỏ. Nhưng đối với thầy là có thể sự ngang bằng của các em. Thầy chia sẻ được một câu chuyện các em hiểu hoặc không hiểu, thầy có thể phân tích lại nó rất dễ dàng hơn. Và qua cái câu chuyện này thầy có thể rút ra được khi trong quá trình giảng dạy cho các em thì thầy có thể chia sẻ một ngoài lề thực tế trong công việc thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đối với các anh chị mới cũng vậy, và đặc biệt lưu ý đến các anh chị OPL, là các anh chị là cũng là có thể nói là một công ty cũng khá lớn rồi đó, vì cử hơn 26 người đi học là tôi nghĩ là một công ty cũng chú tâm về mặt nghiệp vụ, về cho đội ngũ nhân sự lớn rồi. Và tôi cũng hy vọng các anh chị có chia sẻ thẳng thắn buổi hôm nay. Mời các anh chị có ý kiến ạ. Mình là Hiền, bên Mê Công thì hỏi anh John Trần cái làm. Thật sự ra bây giờ làm cái gì nó cũng chuyên nghiệp hết, mà tức là người ta outsourcing hết. Thí dụ như cái vấn đề mà kiện tụng đó, anh John Trần, thì bây giờ tức là nhiều doanh nghiệp sẽ gặp những vấn đề về mà rắc rối trong cái công nợ, đòi nợ, rồi bất cứ và cái những cái nghiệp vụ, thí dụ như là tàu bị trôi dạt, bị, tức là mình sẽ cần một cái luật sư chuyên nghiệp để mình hỗ trợ cho chủ tàu của mình. Thì không biết rằng, tức là cái hoạt động này mình rất là muốn làm việc nó minh bạch ra, nhưng mà không biết là ở Việt Nam mình có nhiều công ty, người ta nhiều công ty luật sư mà nó chuyên về hàng hải không hả anh John Trần? Có thì cũng có, nhưng thực sự là đa số luật sư thuộc, anh biết rồi, thuộc các hội luật sư,
tỉnh, thành phố, thì đều nằm trong nhóm hội luật sư đó. Thậm chí họ giờ cái ngành nghề nào họ cũng nhận hết, nhưng vấn đề để hiểu hay không thì họ quay ngược lại họ đi tìm hiểu tài liệu, tìm hiểu tài liệu đấy. Cho nên đa số những luật sư chuyên ngành ấy, anh nên vào ở VIAC ấy, trong đó thì họ có lịch về luật sư phụ trách về lĩnh vực nào, tất nhiên họ họ có kinh nghiệm, họ chuyên về lĩnh vực đó, họ nắm rõ về luật. Ví dụ đối với luật hàng hải Việt Nam, luật hàng hải quốc tế, về luật Anh, vân vân. Rồi về bến tàu bè họ am hiểu rất nhiều, thì chắc chắn thì họ thiên về đó. Thì đó lý do phía sau, kể cả khi tôi tranh chấp tiền tụng, tôi vẫn phải đi chọn cái đối tượng đó. Thời đó khi tôi kiện tụng, tôi đi kiếm cái ông cha đẻ của cái bộ luật hàng hải Việt Nam, tôi kiếm cái ông đó, tôi đề xuất ông đó làm là thuộc ở bên tôi, ông gì Thăng đó, ông già ông đó là ông một trong những người mà biên soạn cái bộ luật hàng hải Việt Nam. Tôi kiếm cái ông đó bởi vì chắc chắn ông biết là nó có rảnh đó. Thế đó là cái mà đòi hỏi mình cần phải lĩnh vực nào phải cần phải nghiên cứu, cần phải tìm hiểu, thì khi đó mình mới có thể là làm tốt được. Đấy thì vậy thôi. Còn anh chị nào có ý kiến nào khác liên quan đến buổi hôm nay? Hoặc là em làm thế nào để em kiểm chứng được cái năng lực của các broker đó, hoặc là cả đó nữa. Đấy là một ý, với cả em cũng muốn biết là nhiều khi ví dụ như cái lượng hàng của em không đủ lớn, em không thuê nguyên được một tầng ấy, mà em chỉ thuê khoang thôi, thì cái nghiệp vụ nó có khác gì không? Ví dụ như là em chỉ làm khoảng 5.000 tấn thôi chẳng hạn. Đấy ạ. Ngoài ra thì em còn có nhu cầu là cái hàng hóa vận chuyển hàng rời này của em, ví dụ như là nhận tại Hải Phòng thì sẽ dỡ tại 2-3 cảng của các nước chẳng hạn. Thì em sẽ cần phải lưu ý những vấn đề gì khi mà em xử lý một cái request, một cái inquiry như thế ạ? Thì thầy có thể hướng dẫn chi tiết vào một cái nghiệp vụ như vậy được không ạ? Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn. Đối với cái câu chuyện là có hiệp hội nào, thực ra có, những hiệp hội đó nó có, mặc dù là hiệp hội nhưng họ có support được hay không đấy. Đấy thì hiện tại Việt Nam mình cũng có hiệp hội môi giới đại lý hàng hải Việt Nam, Vsapa. Tất nhiên ở trong đó tôi thấy toàn phong và đưa không chỉ có đóng phí thôi, với khi có đào tạo đại lý mà ra nó, họ không có cái trách nhiệm hay là hỗ trợ thành viên nên vấn đề trong vấn đề rủi ro trong giao dịch có. Rồi hiệp hội chủ tàu đã. Còn ngoài ra thì chủ yếu tụi mình thì đa số đã sử dụng những cái hiệp hội tư pháp, có ví dụ hiệp hội hội chủ tàu Hải Phòng, hay hiệp hội đại lý môi giới, hiệp hội đại lý tàu biển Sài Gòn. Thì thực ra ở đâu vậy, đa số chủ tàu rồi cả cái công ty môi giới nhảy vô đóng là rút. Ở trong này mình biết có mấy bạn đang tham gia mấy rút bên mình đó. Đó rút hiện tại mình đang hot cái rút là hiệp hội rút là hội thảo luận tàu rời, thì cũng có 2200 mấy hội viên tham gia. Thì chủ yếu đó là những ai thắc mắc chia sẻ hỏi lên thì bên mình chia sẻ, hoặc bạn nào ở trong đó có những người làm nghề rất lâu năm, rất kinh nghiệm rất nhiều, thậm chí hơn hẳn mình rất nhiều về cái kinh nghiệm hiểu biết đấy. Thì có đây có cái rút về chuyên giao dịch tàu rời, thì có hàng có tàu thả vô đó,
thì nó cũng có, nhưng đó ở góc độ trong nước nhỏ đây thôi, nhưng giao dịch chuyên nghiệp thì không phụ thuộc vào ở cái đó mà nó ở open trên toàn cầu. Bản thân mình hầu như mình không ký tàu, thuê tàu trong nước mà chủ yếu tàu nước ngoài. Ví dụ mình thuê tàu Hy Lạp, tàu Hàn Quốc, tàu Trung Quốc, tàu Indo, tàu Nhật vân vân. Đó là thị trường nó open rộng. Thì cái chính cái open rộng ở đấy là ở góc độ mình, tôi cũng phải nghiên cứu, tôi phải tham gia vào dữ liệu data của một số nước như ở Hy Lạp hay đi khác, tôi tạo tài khoản tôi vào đó, tôi lọc email, tôi lấy email tôi đưa về, tôi xuất ra những cái email đang hoạt động tôi lấy để gì, tôi gửi email update cho họ hàng ngày. Thế rồi những cái giao dịch của tôi họ cũng lưu lại, họ lại hàng ngày họ cập nhật tàu, cập nhật hàng, thì tôi thấy lô hàng nào, con tàu nào nó phù hợp thì tôi bắt đầu giao dịch cái đó. Thế đó là sau này các anh chị đi sâu thì cần có kỹ năng, rồi cần cù tìm tòi lấy dữ liệu, không phải đơn giản gọi anh chị chỉ cần lấy đi email rồi cập nhật vào lịch email mình để update hàng ngày, update hàng ngày. Họ cũng vậy, tương tự vậy thôi, giao dịch vậy thôi. Còn trường hợp mà mình biết là chủ tàu nào đó mà thân quen thì gọi điện. Và đấy, còn để mà nói là lấy được cái thông tin như, hoặc là có những cái dữ liệu data ở trên thị trường quốc tế này, ở Nhật hay ví dụ ở cái đơn vị bảo hiểm quốc tế và bảo hiểm tàu, các cái hiệp hội như BIMCO hay nơi khác, Baltic Index cần phải đóng phí thì có dữ liệu, cần phải đóng tí có dữ liệu thì mới lấy được cái đó. Thậm chí có những cái gói dữ liệu, ví dụ hôm kia tôi đặt vấn đề với một cái đơn vị bảo hiểm ở bên Nhật, tôi muốn mua dữ liệu data của chủ tàu thì họ không khẳng định 100%, nhưng bảo tôi phải đóng phí 20.000 đô mới cho dữ liệu data đấy. Đó thì có nghĩa là ở hầu như ở nước ngoài không giống như Âu, không Âu còn giống Việt Nam, tất cả đều phải đóng phí. Ví dụ tôi nói kể cả tạp chí đấy, tạp chí thôi, tạp chí hàng hải như Twitter gì đó, anh muốn đọc anh phải đóng phí, không phải trả tiền mới đọc được. Cho nên những cái về thông tin liên ngành bọn tôi luôn cập nhật như Nico hay đi khác đều phải đóng phí, thì muốn đọc được thì phải trả phí. Thì những cái thông tin hàng ngày, tiếp cận hàng ngày, kể cả thị trường Baltic, thị trường về tàu như thế nào, chúng ta muốn có được buộc phải trả phí mới được, chứ không phải là phí đâu, không có cái gì phí ở nước ngoài, không có cái gì phí đâu. Đó. Còn đối với ở thị trường Việt Nam, nó gói gọn trong cái thị trường Việt Nam như thế này thì nó có ngăn phương. Thực ra nói thẳng với bạn là chủ tàu Việt Nam á, họ đều làm việc trực tiếp với người thuê tàu Việt Nam hết rồi, không có cơ hội cho những cái người thuê lại, cho thuê lại đó, hầu như không có, khó, không có. Đó là cái mà đòi hỏi là mình phải với bản thân, kể cả khi bạn muốn làm được operator thì trước tiên bạn phải có kinh nghiệm để khai thác tốt, đội ngũ của bạn làm tốt, hoặc bạn có tuyển được mấy cái ông từ HTK, từ ITL về mà đầu quân cho bạn một thời gian, nó là người có kinh nghiệm mới làm được. Chứ bạn có tiền chứ chắc là chủ tàu cho bạn thuê tàu đâu. Nên cái đó khoảng thời gian ít nhất mình phải tới va chạm, tin tưởng, tạo được cái mối quan hệ thì mới thuê tàu. Bởi vì bạn nên hiểu khi mình thuê tàu cho thuê lại, trong đó cái đánh giá cái rủi ro của mình nó ở trong đó. Khi sự việc xảy ra mình có cáng nổi hay không là một cái câu chuyện nó dài, như hồi nãy giờ tôi chia sẻ rồi. Bản thân tôi cũng đã thế. Tôi đã mất thiệt hại cách đây 3 năm hơn gần 2 triệu đô. Mất trắng luôn. Mất trắng gần 2 triệu đô. Đó, rủi ro đối với người làm một đấy. Còn môi giới thì không rủi ro. Môi giới chứ bây giờ nó có con lừa đảo đi nữa thì con giỏi không lấy được tiền môi giới, chủ tao nó chửi chứ. Con nói mày đừng chơi với tao nữa, thế thôi. Con môi giới thành công thì cứ trả tiền môi giới, thế là xong. Lưu ý môi giới thì có hình thức đó, chủ tao này trả tiền môi giới, tiền cước môi giới, tiền hoa hồng. Đấy, còn đối với quay lại một câu hỏi bạn nói là nếu như trong trường hợp bạn có hàng mà hàng không đầy tàu mà hàng còn được 5.000 tấn, tùy cái tuyến, tùy cái hàng của bạn đi đâu. Ví dụ bây giờ tàu sai tàu có 3.500 tấn, như của bạn Nhung lúc sáng chia sẻ 3.500 tấn đấy, bạn vẫn có tàu. Vấn đề ví dụ bạn đi đâu,
Nhưng nếu đi xa hơn, ví dụ bạn có 5.000 tấn mà bạn đi Mỹ hay đi châu Âu hay đi Tây Phi, bạn cần lô hàng đó, bạn lưu ý rằng hàng đó là cái hàng gì, đặc tính cái hàng đó. Nếu như hàng bình thường á, thì sẽ, tôi nghĩ sẽ khó ghép được hàng, bởi vì hàng bình thường á, mà đi ghép về đa số đi ghép hàng là những tàu project, tàu gọi là nôm na kiểu là cái tàu chở cái hành trình họ đi từ đây qua đó, họ phải ghé cảng này lấy hàng, nhà hàng lấy hàng, lấy hàng chạy qua đó, thì những cái hàng đó mới ghép lên để cho cái hành trình của họ đi vậy. Còn trong trường hợp mà nếu mà thuê một để một cái hàng hàng bình thường mà bạn muốn ghép hay không thì còn phụ thuộc con tàu đó lấy hàng ở cảng đó hay không, và có hàng hóa gần giống với hàng đó hay không. Bởi vì các bạn nên hiểu một cái hầm hàng như vậy thì phải lốt đủ tải, ví dụ con tàu đó cái hầm hàng chiếm được khoảng cỡ 7.500 tấn đấy, mà hàng của bạn 5.000 tấn đến hầm, mà bạn muốn dành một hầm thì bạn phải trả 7.500 tấn full hầm. Cho nên còn phụ thuộc vào cái hàng đó là cái hàng gì có phù hợp với con tàu đó để lấy hàng hay không. Cái hàng project nó đi cái giá trị cao, bản mấy cái hàng bịch bao bỏ vô đó là nó sẽ không hiệu quả và chắc chắn bạn không trả lại cước được đó. Còn việc dỡ hàng nhiều cảng, dỡ hàng thì cái cảng thì tùy cái cảng đó nó như thế nào. Còn bạn hỏi nên bây giờ bạn có hàng bạn muốn trao ra, khi bạn đi trao hàng ở nhiều cảng đó, hàng không có phơm, chủ tàu không trả lời bạn. Từ trường hợp những người môi giới có kinh nghiệm, đặc biệt ví dụ mình, bà hỏi mình có thể trả lời được, bởi vì khi mình có kinh nghiệm đi tuyến này đến kia, cái hàng đó mình ước lượng giá cước thì market bao nhiêu, bạn hỏi mình trả lời liền được. Mình trả lời cho bạn tham khảo thôi, không phải cái giá để bạn chốt, để bạn ký hợp đồng. Vậy bạn thời khi tại thời điểm bạn trả lời mình cũng không có tàu ở đó, mình chỉ cho bạn tham khảo. Từ trừ trường hợp bạn chắc chắn lô hàng đó bạn đã ở, tôi có lô hàng này rồi, lấy cái rồi cái giá cước tôi đưa ra chừng đó rồi, anh có ký được tàu, khi đó tôi mới nghiên cứu đến phương án tôi có con tàu nào phù hợp để ký được hay không, hay giá cao hơn thì tôi quay ngược lại tôi thương lượng với bạn cái giá đó xem bạn có lên được hay không, hoặc tôi có giảm hay không để lấy được cái lô hàng đó hay không. Thì có nhiều người, ví dụ tôi nói thép thì chào vũ xu rùa ở châu Phi, ở châu Mỹ, chứ cứ hỏi lời cho tôi có 10.000 tấn đi châu Phi đi cái nó, nhìn qua là ta biết đó là cái đi hỏi giá rồi. Chủ tàu không quan tâm, không thể không trả lời bạn. Hoặc nếu như ai có thiện chí, tôi ngồi ví dụ kể cả tôi trong quá trình giao dịch có nhiều người hỏi xi măng đi Bắc, đi Nam Mỹ, đi Tây Phi. Tôi và tư vấn họ là đi Tây Phi họ sẽ không lấy xi măng ở Việt Nam, bởi tôi biết thì mất mới chi họ lấy ở Thổ Nhĩ Kỳ quá, nó không gần hơn, sao tự nhiên chạy qua Việt Nam lấy chi để trả thì cứ chết. Nhưng họ quả quyết là cứ chào ấy, chào thì tôi vẫn chào. Cơ sở tôi có thể tính tự tính cái chuyến hàng từ đây qua đó giá bao nhiêu, tôi tự tính được, không cần phải chủ tàu, bởi vì tôi có được thông số kỹ thuật con tàu, tôi biết cái market giá thuê con tàu đó bao nhiêu, tôi tính được cái chi phí thời gian con tàu đấy qua bên đó mất thời gian mất bao nhiêu, chi phí từ đấy qua đó còn phát sinh gì, ví dụ cướp biển có phí an ninh cướp biển hay không, phí qua canh đào Suez hay không, phí đại lý bao nhiêu, càng thời gian đó bao nhiêu. Tôi có thể ngồi đưa ra cho bạn một bài toán và tôi đưa bạn cái giá cước khoảng bao nhiêu đó, tôi có cái net pass rồi, tôi đo được cái hành trình, tôi chỉ cần ngồi lại tính toán cái chi phí có chuyến tàu thôi ra được. Cho nên những ai hỏi tại sao, những ai đã tham gia mấy cái group của tôi để ý, đa số người ta hỏi tôi toàn trả lời cho mấy cái ai trả lời, tôi trả lời tôi nhìn quá tôi biết rồi, tôi trả lời liền, hoặc tôi có thể tư vấn cho các bạn đấy. Có nhiều shipper hỏi tôi rất nhiều, chỉ có tôi ngồi nói tôi tính giá chứ, ước thành cái giá nó bao nhiêu, ước thành cái giá bao nhiêu để trả cho họ. Cho nên tôi tin chắc rằng các bạn sau này khi có kinh nghiệm rồi thì cái câu chuyện các bạn chia sẻ cùng giống tôi thôi, có kinh nghiệm rồi mình sẽ nắm rõ được là về cái market rồi về cách thức về đi khác nó trong đầu. Ví dụ tôi nói với bạn, giờ các bạn hỏi tôi tên cảng trên toàn cầu, nói cái tên cảng là tôi biết cái cảng đó ở khu vực nào, tôi không nhớ chính xác cái nước đó, thì có nghĩa là hàng ngày tôi đã tiếp xúc, tôi đi khám tôi quen rồi, hàng ngàn cái cảng ở trên toàn cầu,
Nhưng nói đến cái cảng chỉ cần ở thế cảng A đến cảng B, tôi biết khúc nào đó thì khoảng thời gian tàu phải đi bao nhiêu, với cái vùng đó giá thuê tàu bao nhiêu, thì tôi ước lượng được, tôi cho bạn cái tham khảo được. Đó là để đạt được cái một cái kinh nghiệm đã từng trải rồi mới có thể trả lời được. Tôi hy vọng sau này các bạn cố gắng cũng từ những cái câu chuyện tôi chia sẻ, các bạn có thể rút cho mình được cái cách mình làm sao để nhanh nhất. Như đối với tàu rời thì hiện tại thị trường tàu rời ở Việt Nam cũng khá phát triển, và đặc biệt là đối với phát triển là khá phát triển thôi, nhưng mà vẫn còn hạn chế mà cái lượng cái tài nguyên nhân lực để khai thác thì còn hạn chế, và đặc biệt tôi nói trình độ nghiệp vụ chuyên môn hiểu biết vẫn đang còn hạn chế đối với các chủ tàu Việt Nam. Những người có con tàu thật từ mấy tập đoàn lớn họ kiếm các người có kinh nghiệm, có tài giỏi, có năng họ về, còn những chủ tàu mà ví dụ tàu nhỏ, tàu tự phát đó thì hầu như đang còn hạn chế. Bởi vì sao? Bởi họ chỉ là cũng có thể là từ gia đình cái nôi mới có đầu tư tàu, hoặc từ một người ông thuyền trưởng về đầu tư tàu, hoặc là từ một người ngân hàng kết hợp vân vân khác. Đó là cái vậy. Nhưng mà để kinh nghiệm chuyên môn, tôi nói đơn giản là cái năng lực để kiểm tra cái background của người thuê tàu, chủ tàu Việt Nam đang còn hạn chế chưa kiểm tra được. Bản thân tôi đây, hàng ngày tôi khi xác định để cho một đối tượng thuê tàu, tôi phải thứ nhất tôi lên mạng tôi search về thông tin họ, thứ hai tôi hỏi những cái người xung quanh họ, họ là ai, họ thuê tàu nào, tôi yêu cầu họ cung cấp để tôi liên hệ trực tiếp với cái chủ tàu đó để xác minh họ đúng là người thuê tàu của họ của ông không, và có ok hay không, như thế nào. Thì tôi khi xác minh tôi thấy ok cái background này ok, tôi approve cái đó. Thường khi giao dịch trước khi ký hợp đồng, cái term full term á, fix cái full term đó luôn để chi sub charter background approve thế gì, thì chủ tàu phải xác nhận được cái điều tra được cái đấy, cho thời gian để điều tra được cái người thuê tàu đó họ đủ năng lực thuê tàu hay không, chứ không phải ai cũng thuê được tàu đâu. Chứ câu chuyện này tôi cũng nhắc đi nhắc lại từ sáng giờ mấy lần nữa rồi, để hy vọng các anh chị hiểu rõ được cái mấu chốt cái câu chuyện, mấu chốt cái công việc nó như thế này. Đó, có anh chị nào khác không, có ý kiến khác? Nhưng mà nếu mà cái lượng hàng ít hơn nữa, ví dụ như là 5.000 tấn đến 10.000 tấn thôi, thì thông thường hàng từ Việt Nam, hàng các chủ tàu ở Việt Nam vẫn đang giao dịch trực tiếp với những cái khách hàng mà có yêu cầu vận chuyển các chủ hàng ấy, hay là đang thông qua môi giới ạ? Tùy thôi, nếu chủ tàu biết người thuê tàu liên hệ chủ tàu thì họ làm việc với nhau. Còn đa số thì chủ tàu có tàu cũng tung ra thị trường thì môi giới lấy đi chào tàu với hàng cũng vậy tương tự. Trừ trường hợp họ biết nhau thôi, còn đa số thì qua môi giới, hầu hết 80% chủ tàu ký được hàng qua môi giới nên mới đẻ ra môi giới. Nếu có môi giới thì chủ tàu chết chắc, không có hàng để đi đâu, họ đâu biết hết được đâu. Đấy, còn vấn đề mà con tàu đó có ghép hàng, mình có phụ thuộc con tàu đó là chuyên đi hàng ghép hay không, chứ nói ký phun tàu rồi lấy gì mà ghép hàng mình được. Nên đó là câu chuyện khác, quan trọng hàng mình có giá trị được hay không, như thế nào đó nha, chứ không phải là đâu ghép như hồi này mình chia sẻ là hàng project á, bạn có cái máy, có cái cột điện gió, bạn có cái tanker, cái bồn, cái gì đó vân vân, là những cái công canh mở thì đó là những cái hàng đầu tiên ghép và break vân đó, thì mới sử dụng ghép. Còn đi hàng bình thường mà bạn đi ghép thì hơi bị khó, vì chắc chắn giá cước nó sẽ không phù hợp. Như bên em thì là chủ yếu quan tâm đến vận chuyển từ Việt Nam đi quốc tế, thì thầy có thể đánh giá cái năng lực của các chủ tàu Việt Nam đi quốc tế và những cái tuyến chủ yếu mà từ Việt Nam đi quốc tế mà các chủ tàu từ Việt Nam đang vận hành nhiều.
À, thực ra bạn có hàng Việt Nam đi quốc tế không có nghĩa là chủ tàu Việt Nam phải làm, không có nghĩa là chủ tàu Việt Nam phải làm. Thậm chí chủ tàu Việt Nam họ không khai thác cái tuyến đó lấy gì làm, đúng không? Có nghĩa là một con lô hàng có vận ở Việt Nam chưa chắc là bạn ký tàu Việt Nam, bạn còn thể ký tàu Trung Quốc, ký tàu Hàn Quốc, ký tàu khắp nơi. Nói tóm lại, có lô hàng bạn open ở cảng đó thì sẽ kiếm những con tàu open ở khu vực đó bằng qua các cái kênh môi giới họ giới thiệu. Khi họ có lô hàng bạn chắc chắn họ đẩy thì kênh môi giới sẽ biết được con tàu. Ví dụ bạn có lô 10.000 tấn hàng hạt nhựa tái sinh, cái hệ số chất xếp hạt nhựa tái sinh tôi đoán chắc cũng rơi vào tầm cỡ 1.65 hạt như vậy đó. Thì có nghĩa rằng là khi bạn tung cái đơn hàng đó ra thì cả công ty môi giới kiếm ở có một con tàu có trọng tải khoảng 10.000 đết quyết ở Open ở V2 ở Bắc Hải Trung Quốc. Để thấy phù hợp nó thì hai bên thương lượng giá cước xong đến ngày lấy kênh con tàu chạy về lấy hàng. Không phải tàu Việt Nam. Nói chung ở Việt Nam nhưng chưa chắc là tàu Việt Nam nhé. Cái đó nó Open thôi. Rồi, có anh chị nào có ý câu hỏi nào khác cần chia sẻ không? Cứ mạnh dạn lên, cứ coi như là đó cái thắc mắc của mình thôi, hay là cái chia sẻ của mình thôi. Do các anh chị tắt camera hết nên tôi cũng không không phát hiện được cái nét mặt, cái mong muốn của các anh chị để hỏi luôn. Nó rất khó cho tôi, cho bản thân tôi người rất nắm nắm rất khá về tâm lý đấy đấy. Nhưng mà khổ nỗi mọi người che giấu thân phận hết, tôi cũng chả biết làm sao để muốn kết nối với mọi người. Bạn anh gì đây, anh gì Nova đấy, anh Nova tôi thấy anh hình như đang suy tư, đang muốn để đặt vấn đề gì. Không có vấn đề gì đâu anh Hải ơi, chỉ nghe tham khảo thôi. Anh có ý kiến gì chia sẻ không? Chắc là chưa 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 có kiến thức chia sẻ lắm Anh anh. ở bên anh Tôi giới thiệu với anh, tôi tên là Sáng, là chắc em đó, anh em Sáng nhỏ này. À, vâng, em Sáng là đồng nghiệp của anh Nguyễn Minh Hiền. à. Vâng, làm ở khu vực Khánh Hòa. Về về nói chung là về ngành đại lý tàu biển thôi, chứ còn về cái môi giới này thì cũng nói chung là các thuật ngữ tất cả các anh thì làm bao nhiêu năm này thì biết hết rồi, nhưng mà để mà thực sự môi giới con tàu thì không phải là đơn giản, phải có một thời gian và kinh nghiệm, và cũng phải là phải trải qua, phải tiếp xúc thì mới làm được đấy. Thì về nói chung học cái này thì theo dõi lớp học của anh thì để là nắm bắt, và sau này rất may có những cái trường hợp mà vướng mắc trong cái công việc là làm tàu của mình thì mình sẽ có thêm những cái kinh nghiệm thôi, chứ thực ra cái nghề môi giới có lẽ là nó vượt với tầm tuổi này chắc là cũng vượt quá rồi, không tham gia được. Cảm ơn anh. Thực ra tầm tuổi nào cũng làm được, thực ra người có kinh nghiệm thì càng dễ dàng làm việc hơn. Đấy nên không không Nhưng có mà vấn thấy anh Hải có vẻ là làm nghề này mà tóc chưa bạc nhỉ? giờ có bạc rồi ạ. Anh Có bạc nhiều rồi đó. mà cầm điện thoại suốt ngày như thế, anh ấy bạc, anh Hiền anh bạc hết. Không, bạc hết rồi đó. Vâng, cảm ơn anh. Cho mình quay lại cái câu chuyện ở cái bản anh Kiệt đấy, anh Kiệt đấy, anh hình như cũng là liên quan đến tàu bè đúng không ạ? Anh chia sẻ về đi ạ. Anh mở loa, không biết rồi. Dạ chào anh, ý anh là em à. Xin mời anh chia sẻ đi ạ. Dạ em thì nói chung là cũng lúc trước thì có làm bên lĩnh vực xuất nhập khẩu, chủ yếu là mặt hàng sắt thép á, thì cũng có thời gian phụ trách bên cái mảng vận tải tàu rời đi sắt thép thì cũng khá là nhiều. Thì cái mảng chính của em thì vẫn đang là trading thôi, thì sắp tới thì em cũng muốn lấn sân sang cái mảng vận tải á, cho nên là mới rất là quan tâm đến cái khóa học hôm nay của bên chỗ anh Xuân Trần, cho nên đó là lý do tại sao em tham dự và cũng lắng nghe và nhận được rất là nhiều ý kiến chia sẻ rất là hay, thì thật sự nó rất là bổ ích cho em.
Còn về những cái mà để đặt câu hỏi vấn đề thì thú thực hiện tại là em cũng chưa có biết là sẽ đặt cái câu hỏi nào. Thì trước hết thì thôi chắc cũng cảm ơn những kinh nghiệm của anh để chia sẻ, để giúp cho em là có thêm những cái kiến thức để mình gia nhập vào cái ngành trong thời gian tới. Em cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Anh cho mình muốn có một sự chia sẻ thế này, anh phải làm mình làm khu vực đầu số đông thì mình phục vụ với cái tàu than đá ở nhập về cái nhà máy nhiệt điện Nhân Hải rất là nhiều. Do chúng mình đi cái này thắc mắc thôi, anh cũng làm môi giới trong cái hàng than đá này, thì mỗi lần một cái supplier người ta thường thường là chắc thôi, người ta sẽ thuê tàu. Thì như anh chia sẻ thì cái chuyện mà thuê tàu đối với tàu lớn rất là khó, mà mình đa số mình thấy là trung tâm mà môi giới nó nằm ở Singapore rất là nhiều. Thì hầu hết mình để ý là những con tàu vô nhiệt điện Nhân Hải thì nó nằm rất là lâu, nó từ chục ngày có tàu nằm cả tháng, nhưng mà tàu vẫn vào liên tục, nó chạy liên tục vào, mà nó sắp hàng nó đợi rất là nhiều ở đó, có lúc mà lên cả mười mấy chiếc cái tàu mẹ nó lớn như thế. Thì hầu hết là mình biết là điều cái đếm logistics đều có hết là điều mà mỗi công ty HTK thì mình đã làm ở đây rồi, mình cũng đã biết như thế. Thì hầu hết là không đòi được cái tiền đếm logistics này. Từ cái thì theo anh thì kinh nghiệm tức là ở rất nhiều supplier Việt Nam mà liên hệ là muốn thuê được cái tàu này, thì hỏi anh là có dễ thuê những cái tàu mà chở than này về Việt Nam hay không, hay hầu hết mà phải qua những trung tâm thuê tàu lớn ở Singapore, những đất nước phát triển. Và ngay cả như mình, như làm cái nghề của mình, thì như nếu mà mình hỗ trợ cho khách hàng của mình để mình có một lô hàng cụ thể thì mình cũng sẽ tìm tới môi giới chuyên nghiệp thôi, chứ không thể nào mình đứng ra mình làm hết được. Nhưng mà ở cái tầm mà để mà thuê được những một lọt tàu để cho một cái shipment lớn cả triệu tấn mà vào Việt Nam thì em chưa thấy cái broker nào ở Việt Nam mà được hết. Thì nó cần yếu tố gì ở đây để mình làm được cái chuyện này hả anh John Trần? Như thế này, đối với cái hàng than đấy, về nhiệt điện thì anh biết thực ra không phải một người thuê tàu, có nhiều khi dự án về nhiệt điện Duyên Hải đấy ở Trà Vinh nhé, thì đó là nhiệt điện của nhà nước nên đều tất cả có rất nhiều nhà cung cấp gọi là họ tham gia quá trình đấu thầu. Đấy, ví dụ là tôi nói như DIC hay là mấy cái đơn vị hay là bên chủ list, nói chung là nhiều nhà cung cấp, thậm chí nhiều đối tác nước ngoài nữa họ nhảy vào tham gia đấu thầu. Thì những cái đơn vị đó khi đấu thầu thành công thì tất nhiên nó cũng có cái điều khoản ràng buộc, và như anh được biết chính những cái trường hợp xảy ra như vậy thì họ ký rất nhiều tàu, không phải là một chủ tàu mà nhiều tàu khác. Nói chung một khi gặp mà nếu mà cái người thuê tàu không tốt thì thường đa số những cái trader lớn ở nước ngoài họ thuê á, thì họ có trách nhiệm phải thanh toán. Còn để mà người thuê tàu ở Việt Nam thì nhiều lúc cái câu chuyện đó, nên tôi nói người thuê tàu Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm lắm, họ nhiều lúc họ bỏ mà cái trách nhiệm đó và xảy ra tranh chấp kiện tụng vợ có là năm 2020 đấy, giữa DIC kiện EPN, DIC Intraco ở bên quận 3 cũng là đấu thầu vào dự án điện Vĩnh Tân 4 ở ngoài Bình Thuận. Chia đuổi cuối cùng tàu lũ năm đó mấy bị tiền phạt mấy trăm ngàn đô. DIC lại thuê tàu nhà nước là tàu Vinaship để đổi quân và chơi với nhau. Còn chuyện hai người đó có đòi được nhau, do hai ông biết cái rủi ro, hai ông hợp tác với nhau thì coi như là chấp nhận với nhà nước, khác cái tàu tư nhân. Nhà nước tranh chấp cái đề đó, cái anh đó thì coi giỏi lắm, cùng lắm, xui xẻo lắm, đuổi việc thôi chứ làm gì. Đó tiền của nhà nước. Đến đó xảy ra cái cuộc tranh chấp với DIC thì buộc lòng DIC phải kiện thằng EVN, phải trả cái tiền đó. Hai bên để kiện nhau rồi cuối cùng là EVN phải bồi thường cho DIC. Còn bồi thường như thế nào, khi nào bồi thường, đó là câu chuyện khác, bởi vì các anh biết rồi, cơ quan nhà nước mà. Là việc nhà nước, không như tư nhân. Cho nên là cái câu chuyện nó dài, và tất nhiên quay ngược lại đối với những cái tàu lớn ở về Việt Nam, tàu than về Việt Nam đa số những cái trader lớn, nếu như họ có cái phát sinh cái đó thì buộc lòng thì những cái người thuê tàu đó họ phải trả cho chủ tàu. Và trong trường hợp có một số
người trên tàu Việt Nam không trả được thì gì, lần sau làm gì có giỏi lắm cùng kiện tùng thôi, lần sau họ sẽ không cái được, tại vì dự án này lớn thì không tàu này tàu khác nó rất nhiều, thế cái việc để mà hạn chế cái rủi ro đó thì hầu như hơi bị khó. Cái đặc thù nó như vậy, qua ở bên đó thì giữ hàng cái thì vận hành nó này phức tạp. Ví dụ kể cả như thằng Hoành Sơn là một nhà cung cấp than lớn ở ngoài Nghệ An Hà Tĩnh gì đấy, anh đó là lớn nhưng anh đó sắm cả đội tàu luôn, kể cả tàu Cam Samat, tàu 80.000 tấn, 90.000 tấn, rồi sắp tới đời Hòa Phát, thép Hòa Phát ấy, họ cũng sắm một cái đội tàu cũ để họ tự vận hành cái đội tàu đó. Thì chỉ có những cái chủ tàu, bản thân HTK họ cũng tham gia vào cái vụ than đó, họ cũng nhà cung cấp than luôn chứ không phải đơn thuần là vận chuyển. Chính vì họ đổi lại cái tên đó là họ nhảy vào cái thị trường than đấy. Hồi xưa là Hải Phòng Traco đó, sau rồi HTK gì Hải Phòng Trading gì đó đấy, đó cái gì để tham gia mấy cái vụ than, và nói cho cùng là gọi là ông trùm luôn cái đó. Thì họ biết rủi ro họ làm, bởi vì cái trong thương vụ này họ có đội tàu thì chắc chắn họ sẽ dễ dàng đấu thầu thành công, với thứ hai nữa là giảm bớt rủi ro hơn. Thế nó có nên cái câu chuyện, bởi vì chắc chắn để tranh chấp thưởng phạt thì có, đa số đủ năng lực thuê là ở nước ngoài họ thuê chủ yếu, còn ở Việt Nam thì ít đơn vị, chỉ có đấy mấy thằng đó, thì tôi nhớ mấy cái thằng kia có hai ba đơn vị gì khác đó nữa tôi không nhớ lắm. Thế tại ở thị trường đấy tôi thì có thể ký than từ Indo đi Trung Quốc, tôi không có cơ hội làm than ở Việt Nam đâu, có chân đâu. Than họ không open những hàng khác, mà họ có đường đi riêng, họ bí mật riêng đó. Nó liên quan đến một cái chuỗi ăn việc, làm việc nhà nước, nó liên quan đến một cái chuỗi, cái chuỗi, cái giá thành, cái chung chi gì trong đó, không có cơ hội open người đó. Đó là sự thật đấy, không đơn giản, câu chuyện dài lắm. Còn mình có cơ hội để làm agency cho họ hay không thì đó là mối quan hệ đó. Tất cả dưới thằng Vinacomin ở thôi đó, Vinacomin làm đại lý nhiều đúng không đó, đó là cái mà nó thực tế nó như vậy đấy. Cảm ơn em. Nói chung là ngành than có nhiều, mà Nam mình thì nó rất là ít nhóm, vòng vòng như nó thôi. Ok, có anh chị nào có câu hỏi nào khác không? Dạ em xin phép ạ. Em là Minh ở bên OPL ạ. Rồi. Dạ vâng. Thì từ sáng đến giờ thì em có nghe rất là nhiều những cái chia sẻ mà liên quan đến ở cái vị trí của chủ tàu và vị trí môi giới tàu. Thì thực ra là bên em thì cũng thuê được khoảng 2-3 chuyến rồi. Thế nhưng mà bọn em đang đứng ở cái vị thế là chủ hàng chứ không phải là môi giới hoặc là bên thuê tàu. Thế thì em cũng mong là thầy có thể chia sẻ xem là thứ nhất là đối với cả cái vị trí là chủ hàng, thế thì đối với cả những cái thuê tàu rời này thì nó có những cái rủi ro gì, và có cái cách nào để mình quản trị cái rủi ro đó tốt hay không, và có những cái gì mà cần chú ý khi mà mình đứng là cái vị trí là chủ hàng mà sử dụng cái dịch vụ tàu rời này không ạ? Cái rủi ro quan trọng là người có kinh nghiệm hay làm vấn đề đấy, anh phải có kinh nghiệm, anh phải trước khi anh thực hiện cái giao dịch đó, anh mua hàng nước ngoài, anh là người thuê tàu, anh phải thỏa thuận rõ được cái đầu xếp hàng ở bên kia và người bán hàng, shipper ở đầu bên kia phải đảm bảo cho anh cái năng lực xếp dỡ và đảm bảo cái rủi ro xảy ra như phạt tranh chấp phạt đấy. Ở đầu Việt Nam tương tự, khi anh ký, anh thứ nhất cái nguồn tài chính tôi không nói được rồi, về đây anh biết là về cảng nào nó phù hợp với anh và khả năng bên anh sẽ cấu kết hợp với những cái đội bốc xếp nó như thế nào, để khi hàng về vừa làm thủ tục hải quan anh có thể cho dỡ hàng bình thường được, tránh mất thời gian là tàu tới về không vào cầu hay tàu tới về phương tiện không có để dỡ hàng. Đó là nghiệp vụ về logistics,
anh cần phải trang bị về cái kiến thức ở đó nữa để tránh thời gian đó. Còn mình nên nhớ khi mình đã thuê tàu thì mình có trách nhiệm về vấn đề rủi ro trong thuê tàu đó. Còn cước thì buộc lòng khi anh thương lượng với họ thì cước phải thanh toán chắc chắn, khi hàng đã lên tàu thì anh phải thanh toán 100% cước rồi. Nó không giống như ở container anh có thể cước trả tới collect gì gì đó, không như đối với tàu thời buộc anh phải thanh toán đấy. Thì cơ bản thì tôi cũng hiểu là ý đồ của các anh, nhưng quan trọng là trước tiên là mình nên tìm hiểu ít nhất vài bản có kiến thức chuyên môn đó thì đảm bảo cho an toàn. Tất nhiên là mình làm nhiều thì có kinh nghiệm thôi, có rành thôi, cho đòi hỏi được cái cơ bản trước mắt là ít nhất có vài bản có kiến thức đó để đảm bảo an toàn cho cái chuyến hàng của mình. Còn chuyện mình đứng shipper, mình không liên quan đến tàu hay receiver, mình chỉ nhận hàng thôi, đó là chuyện bình thường. Anh có thể nếu như họ mua bán thương mại bình thường, còn ở đây câu chuyện là thuê tàu. Thuê tàu mình đổi phương án thuê tàu, tất nhiên anh khi mua hàng anh đổi phương án anh thuê tàu là một lợi thế của anh, bởi vì gì, anh quản lý được cái chất lượng hàng, cái hành trình của lô hàng đó. Các chị, còn đa số thì ở Việt Nam toàn mua CIF bán FOB. Nhưng khi anh thay đổi được cái tư duy đó thì có thể là nó hiệu quả về vấn đề chi phí. Họ chào cho anh giá đó thì chắc chắn họ bỏ tiền ra thuê tàu, giá nó cao hơn. Thay vì anh bỏ tiền ra thuê tàu thì chắc chắn anh lời được cái chi phí ít nhất là cũng rẻ hơn giá họ chào. Đúng không? Anh có lại đơn vị logistics riêng nữa thì đó là một lợi thế. Ở chỗ là cái đội logistics hỗ trợ trong cái support về vấn đề là vận tải nội địa. Còn quay ngược lại, anh muốn để một cái gọi là một công ty chuyên thuê tàu luôn. Anh muốn làm được điều đó thì ít nhất anh phải có kinh nghiệm, anh phải có từng trải và ít nhất có vài bản chuyên về đó. Khi đến sự việc xảy ra, tôi cũng nói em chỉ là nhân viên, em đâu biết gì đâu. Công ty bảo làm như em nghỉ rồi, giải quyết gì. Có, tôi đã gặp rồi. Rủi ro nó có thể xảy ra. Khi thì mọi việc không có gì xảy ra thì vẫn đang tự tin mà. Thì khi sự việc xảy ra, gọi điện thoại khóa máy luôn. Có đấy, tôi đã gặp hồi trước cái công ty Tiến Nga ở Đồng Nai, Milac. Bạn đó đứng ra ký hợp đồng với tôi, đưa giấy ủy quyền làm phó giám đốc nhà máy. Đến khi quay ngược lại thì đòi tiền phạt thì bạn đó, anh ơi thông cảm, em chỉ là nhân viên, em nghỉ việc rồi. Gọi về nhà máy gọi được đâu, mình làm việc bạn đó, mình biết bạn đó chứ. Mình về nhà máy, có một cái người thuê tàu ở ngoài Quy Nhơn, thì ký Milac đi Philippines, thì lưu tàu ở bên đó hơn 35.000 đô. Đến khi tôi quay ngược lại hỏi yêu cầu bên đó trả, bên đó người thuê tàu thôi mà. Chị không biết cái fixed note là cái gì em ơi. Chị biết hàng của chị lên tàu rồi, chị không biết cái fixed note là cái gì cả. Chắc người thuê tàu mà họ nói câu như vậy. Các chị biết, không có kiến thức, không có kinh nghiệm mà dám đi thuê tàu. Đến khi sự việc xảy ra đủ rồi là chị không biết cái fixed note là cái gì. Cuối cùng tôi tại thời điểm đó may sao là cái người nhận hàng là nhà máy lớn là San Miguel ở bên Philippines, buộc tôi phải làm việc trực tiếp với ở bên đó mà tôi không hề liên quan. Họ đâu thuê tàu tôi đâu, họ là người nhận hàng thôi. Nhưng mà họ hiểu, tôi theo đuổi họ 3 tháng rồi, họ chuyển tiền về tài khoản tôi luôn. Khi họ shipper biết họ chuyển tiền phạt về thôi, quay ngược ra hỏi đòi lấy lại 1.500.000 đô cái tiền thưởng ở đâu ship hàng. Đây cái câu chuyện đấy. Cho nên đối với mình làm nghề này, đòi hỏi mình phải về nghiệp vụ chuyên môn, mình còn phải biết để tìm hiểu, để tận dụng được những cái gì có thể để làm sao đó mình làm được. Câu chuyện không đơn giản đâu, nó sự việc nó xảy ra. Tôi nói các anh chị, chia sẻ cho anh chị nghe câu chuyện cách đây cũng khá lâu, khoảng tầm 10 năm về trước. Tôi cho công ty Thanh Thành Đạt ở ngoài Nghệ An, công ty đó là cũng khá lớn với Nghệ An bây giờ đấy, là chuyên về trồng cây với giam cổ đó. Tại thời điểm đấy, công ty đó bây giờ sở hữu một đội tàu nhỏ nhỏ luôn, bất động sản thì có lớn. Đấy, khi tôi ký tàu, con tàu 25.000 tấn đến quyết từ trên đường chạy về lấy thì hôm đó gần gần giáp Tết rồi.
về đó kẹt cầu. Thì cái cô đó cô trước khi về kẹt cầu, trước khi đó thì tôi cũng không để ý cái line up ở cảng đó. Thì mọi thứ đã xong rồi, chỉ việc ký ở nước ngoài, chỉ cần xác nhận qua mail xong là có nghĩa có trách nhiệm pháp lý rồi, chuyện ký đóng dấu cái đó là hình thức đó. Thế cái cô kia cô nói anh Hải ơi, sếp em nói là hôm nay thứ sáu ngày 13 là xui là về tâm linh chút, tôi hoãn lại đến thứ hai em ký cái hợp đồng cho anh được không, anh cứ cho tàu về. Thế mình nghĩ nói ở họ làm ăn lớn mà đường hoàng mà. Thế ok em, đến thứ hai gọi điện bắt máy, sao chỉ có mail trả lời, anh thông cảm là chưa ký hợp đồng nên hàng chưa đủ nên là sếp em hủy rồi, không phải tàu về chi phí cảng phí thế khác mất hết bao nhiêu tiền. Quay cũng nói câu giờ quay ngược lại, chưa đi kiện cáo, chứ kiện cáo thì mình tốn mất thời gian, thì có mình thuê lại con tàu mình phải bù cho chủ tàu 50.000 đô cho mấy ngày tàu làm việc với mình chi phí mà xong, còn là họ thì mình coi như là cạch luôn, không hợp tác được nữa, và đến bây giờ họ là có nguyên cả đội tàu. Đấy. Đấy, những cái vấn đề nó xảy ra trong cuộc sống công việc hàng ngày đó để cho mình thấy rằng không phải đơn giản, muốn làm được là làm, không phải ai cũng tự tin là tôi là người đứng ra thuê tàu, không phải ai tự tin có thể là làm tốt được. Có rất nhiều cái câu chuyện trong cuộc sống công việc của tôi, kinh nghiệm của tôi đã xảy ra, những trường hợp giữa khóc giữa cười tôi có, khi có những cái diễn đàn tôi chia sẻ ai cũng cười ngả nghiêng luôn, đó là sự thật. Nên tôi hy vọng các anh chị qua cái buổi hôm nay cũng đã là, mặc dù là những câu chuyện kinh nghiệm của tôi, nhưng tôi chia sẻ các anh chị cũng hiểu rằng đó là những cái mà mình cần phải học hỏi hoặc cho mình được một cái lợi ích gì đó để sau này khi về mình làm việc thì sẽ tốt hơn. Một ngày tôi không thể chia sẻ hết được một cái câu chuyện dài, mà để cho một cái chương trình nó tốt hơn, nó đi vào cái thực tiễn hơn nữa, có lẽ là cần có một cái thời gian, một set up một cái chương trình vài ba ngày, vài ba ngày, cho có một ngày mà lận lộn giữa những người mới, những người cũ, buộc tôi xoay chuyển lại mọi tình thế. Thì hầu như câu chuyện tôi chia sẻ ở đây là áp dụng cho những người có kinh nghiệm rồi. Thậm chí khi tôi nói đây, các bạn mới hỏi chưa có nắm rõ được, không hiểu được hết, đúng không? Tôi hy vọng rằng cái buổi hôm nay thì những người đã tham gia hôm nay cũng ít nhất cũng đã cảm nhận được, mặc dù là tôi không biết là khả năng tương tác truyền đạt của tôi như thế nào đến mọi người luôn, nhưng tôi hy vọng rằng là tôi cũng đã làm hết trách nhiệm của mình, hết khả năng của mình ngay hôm nay. Và bây giờ chỉ có là những ai thắc mắc gì hỏi đáp tôi thì trả lời, hoặc không tiện thì có thể là nhắn tin cho tôi hoặc gửi mail cho tôi nhé. Còn bây giờ ai muốn trao đổi chia sẻ với nhau thì cứ tự nhiên. Rồi một chút nữa mình nghỉ ha. Thầy ơi, em vẫn còn thắc mắc với phía cạnh là nếu mà là chủ hàng đi thuê tàu ấy thì thông thường như dựa như trong kinh nghiệm thầy hay làm thì thầy thấy là khi mà sử dụng cái tàu giờ này thì hay gặp rủi ro gì, và chủ hàng hay claim nhất ở những cái tình huống nào và cái cách xử lý ra làm sao? Với cả ngoài ra thì em thấy ở cái cuối cái file PDF của thầy có một cái bộ chứng từ ngoài hợp đồng ấy, thì có thể nói qua về những cái giấy tờ liên quan đến cái nghiệp vụ tàu rời này mà nó khác nhiều nhất so với cái hàng thông thường, hoặc là ví dụ như về vận đơn thì nó có khác nhiều gì và những cái điểm mà cần lưu ý nó khác hẳn so với hàng container? Cái vận đơn thì thôi bây giờ tôi để chia sẻ cho bạn cái bộ chứng từ luôn đây. Tôi không biết tôi lưu ở cái mọi người đợi tôi, chúng tôi chia sẻ cái bộ chứng từ con tàu tôi vừa mới làm xong đó, tôi không biết có lưu ở bên này không.
Bạn làm forwarder rồi bạn nhìn thấy có khác cái gì không? Bạn lưu ý đối với tàu rời ha, cái cước này phải pay Chhatrapati chứ không phải pay college, mặc dù shipper bán hàng FOB nhé. Nó cũng gần giống như pay college nhưng mà thường người thuê tàu phải trả khi tàu xếp hàng trong vòng 3 ngày, tùy cái tuyến xa 3 ngày, còn tuyến gần có thể xếp hàng trong buộc họ phải thanh toán tiền. Tất nhiên là cái điều kiện của cái video này thì đây áp dụng cái mẫu của con review 594. Đấy, cái quy định, cái điều khoản sử dụng cái vận đơn trong này. Cái này chỗ anh Hiền làm đại lý thì chắc chắn nắm vừa rõ này nhé. Còn nguyên khi mà đối với một con tàu làm hàng xong thì thường có đầy đủ các cái giấy tờ này. Đây, cái này mấu chốt là cái quan trọng là cái anh đại lý có nhiệt tình và có gọi là song phẳng hay có công bằng hay không là nằm ở cái này. Tàu đang làm hàng mà anh không thích chủ tàu mà anh nói anh ghi vào trong này là trời mưa chẳng hạn như thế. Đấy, ngày giờ thời gian tàu làm hàng hay không, trời mưa hay như thế nào, thời tiết ra làm sao. Dạ. Đó. Và cuối cùng cái bản này sẽ được ký với thuyền trưởng này ha, với người gửi hàng và với đại lý. Cái này buộc phải trong hợp đồng thuê tàu vẫn thể hiện rõ là cái trách nhiệm ký cái biên bản này là phải là thuyền trưởng, shipper, người gửi hàng và đại lý. Căn cứ vào cái này thì mới tính được cái lay time làm hàng. Con tàu làm hết mất bao nhiêu có phạt hay không, căn cứ vào cái này. Yeah. Sau khi tàu đi thì thuyền trưởng chỉ vội ký được cái biên nhận hàng cái metric ship này. Với nội dung là người gửi hàng, người nhận hàng, nội dung hàng hóa, số lượng. Nội dung này giống ở trong cái bill, trong vận đơn. Vì căn cứ vào cái số lượng từ metric ship này đòi phải chính xác với đến cái vận đơn. Còn metric ship này nó không chính xác với đến vận đơn là gặp vấn đề lớn. Ha. Còn cái cargo manifest thì xong nên phải khai rõ. Ha. Khai cái này để đến khi xuất cảnh và khi làm thủ tục nhập cảnh để dỡ hàng. Để muốn làm được điều đó thì phải có đơn vị Grab Survey này, đơn vị họ kiểm đếm hàng, số lượng họ đưa ông bớn được đó số lượng hàng. Đây, cái sơ đồ này là cái sơ đồ bản vẽ cái sơ đồ hầm hàng đấy. Sơ đồ hầm hàng làm hàng đến tàu thì buộc phải có cái này, căn cứ cái này rồi shipper mới ra hàng số lượng theo này, hàng sẽ đóng ở trên hầm hàng là hầm này bao nhiêu tấn này, hầm này bao nhiêu tấn này, đó phải chính xác. Không, nếu mà cái này không chính xác là xếp bừa là không được ra giữa biển tàu chìm đấy. Đòi hỏi cái này là con số phải chính xác ha. Đây, đơn vị SIS để kiểm tra đo mớn nước để biết cái trọng lượng hàng nốt lên tàu bao nhiêu. Đó là cái chứng từ shipping sau khi làm xong mà đòi hỏi có các cái đó. Cái này 4 lưỡi này, chắc là ma bóp không? Đúng
thoải mái đấy. Đấy, đã hiểu vấn đề chưa ạ? Dạ thầy ơi, em có một cái thắc mắc là trên statement of fact nó có chữ ký của shipper, thì cái chỗ này có bắt buộc mình phải ký không thầy? Tại vì sẽ có những cái đơn hàng shipper họ sợ hàng hư thì họ sẽ ra, nhưng mà có những cái thì họ hàng chỉ cần ra cảng thôi, rồi tới khi tăng bo ra cầu cảng thì cảng họ sẽ sắp xếp, thì không có sự có mặt của shipper ở đó. Thì cái đó quyền lợi của shipper thôi. Nghĩa là không có bắt buộc phải ký. Vấn đề là shipper không ký cái đó thì có nghĩa là shipper đồng ý với cái đó. À, dạ rồi. Hoặc shipper cử về ai đó ký tùy, hoặc là có thể đại lý xác nhận. Nói chung quan trọng là đại lý với cái ông master xác nhận cái nội dung trong đó. Bởi vì ông master nhiều lúc muốn có lợi cho tao, ông lại nói là cái thời gian này rõ ràng tôi làm hàng mà anh ghi là tao không còn làm hàng. Anh lại đại lý nói tao tại thời điểm nó trời mưa không làm hàng. Trong ông thuyền trưởng ông nói tại thời điểm đó trời không mưa, tao ghi rõ ràng ngày giờ trời không mưa tàu làm hàng, mày kê khai trong làm hàng lại có mâu thuẫn, cho nên buộc đại lý và master phải thống nhất cái boarding agent ấy, là cái anh và đại lý hiện trường ấy, anh phải luôn ở trên tàu ở cảng để theo dõi quá trình làm, anh ghi chép, không phải cái mấy cái ông ngồi làm chứng từ ở nhà đâu. Thì ông boarding agent ấy, ông phải ra tàu, ông theo dõi quá trình làm, tự nhiên ông ngồi đó ông đến giờ rồi mấy giờ đấy có tàu này cậu này làm, hai cậu không làm, một cậu không làm, lý do không làm, ông nốt vô trong cái đó hết. Thì đó căn cứ vào đó làm bằng chứng để tính toán cái lay time của tàu. Đấy, vậy đó. Dạ. À, sẵn nói về cái statement effect đó, anh Hải thì mình cũng có hỏi này chứ. Thì trước đây thì mình cũng làm mấy cái bảng tính demerit này, lifetime này cũng ngày trước thì có làm, nhưng sau này thì cái khu vực tàu của mình là nó ký CPD là nhiều thì ít cái tranh chấp đó, thì lâu lắm rồi mình không có gia chạm tới cái chuyện mà tính cái thưởng phạt này. Thì theo anh Hải trong cái hoạt động nghề nghiệp của mình đó, thì thường thường mấy cái bảng tính này thường thường bây giờ mình thấy là chủ tàu họ tính luôn rồi, hay là bên charterer họ tính luôn rồi, hay họ có thường anh theo anh kinh nghiệm anh làm thấy người ta có yêu cầu đại lý là tính này hộ cho chủ tàu không? Đại lý không liên quan, không chính trang gì cái đó, đại lý chỉ có ký vào biên bản đó, còn cái trách nhiệm là giữa chủ tàu và người thuê tàu. Tôi nói đơn giản này, thằng chủ tàu nhắm là bị phạt, thằng chủ tàu nó sẽ nhanh tay hơn thằng người thuê tàu, nó tính trước nó đòi thì phạt, còn thằng thuê tàu nó biết là bị phạt nó có thèm tính đâu, nó làm lơ. Cho ngược lại cái thằng thuê tàu thấy ở thưởng nhiều, lập tức đảm bảo với anh tàu xếp tàu đi đêm nay ngày mai cái đổi cái tính của nó ngồi tính được gửi chủ tàu. Vậy thưởng mà trước thì thấy chủ tàu có yêu cầu mình làm cái này, giờ họ dùng họ, nhưng mà lâu lắm rồi không thấy ai kêu mình làm cái này. Nhưng mà thường thường bây giờ cái này nó có phần mềm nó tính chứ không anh hả? Cái đó nó dễ mà, nói chung cái mình lập trình ở trên Excel thì cứ nhập thông tin vô nó nhảy ra, nó đơn giản. Không khó nhé, kể cả đó cũng có vấn đề khó cả. Thế còn có ai hỏi cái gì được không? Rồi anh bác kể. Dạ thầy, em thì từ đầu buổi tới giờ thì cũng có lĩnh hội được một số thông tin thầy chia sẻ, thì cũng như là những cái thông tin của các bạn chia sẻ và kể cả thông tin của anh Hiền chia sẻ nữa, thì em có một cái nhận định như thế này là trên thực tế là cái team của mình là người mới thì em thấy tương đối nhiều, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là hình như là thầy chuyên về làm chartering nhiều hơn. Với lại thật ra chartering á là nó cũng là một cái dạng đỉnh cao của op rồi. Vì op thì nó đơn giản nhiều. Đấy. Nhưng mà em thấy là
trên thực tế là cái đội ngũ từ agent cho tới owner, operator, kể cả chartering á, họ đang có một cái khiếm khuyết tương đối về vấn đề kỹ thuật và pháp chế, đặc biệt kỹ thuật làm hàng, về đặc tính của hàng hóa. Vì trên thực tế là em nhìn nhận là tuyệt đại đa số, ví dụ như ông chủ tàu cũng vậy, ông khai thác tàu xong rồi là hả ông ký thì mặt hàng đó là loại gì, năng suất xếp dỡ bao nhiêu đấy, và ông làm theo kinh nghiệm. Thế nên là hả một khi mà hả có một sự cố xảy ra phát là ông ấy lơ luôn, rồi dẫn tới cái việc mà dắt dây về sau là tàu chạy ra nước ngoài là sẽ bị bắt giữ. Thì đặc biệt là đối với mấy cái vấn đề mà tính đem đét đối với tàu than là nó tranh chấp tương đối nhiều. Như anh Hiền anh nói ở khu vực Duyên Hải về, trên thực tế là cái thị trường ở miền Nam nóng đối với than đó, chủ yếu ở Vĩnh Tân Bố với lại Duyên Hải, tàu xếp lốt rất nhiều. Và những tập đoàn như là Tata, Suez, Lenco thì nó hết rồi. Trước thì em làm cho Noble Chartering với lại đội tàu của Noble á, vào đây thì em làm OPA thôi, thì cũng là hả cái cũng là cái việc mà bảo vệ cái quyền lợi cho bên Noble khi mà Noble giao cái lô hàng than cho bên EVN ở Vĩnh Tân 4. Em thấy rõ ràng á là cái thứ nhất á là chủ tàu Việt Nam khai thác đối với hàng than này thì cũng rất nhiều người là bỏ của chạy lấy người. Vì nhiều ông thì giá than lên giá than xuống thì nhiều ông buôn bán thì ông cũng lỗ chết luôn ấy. Em đơn cử như DIC chẳng hạn, sau vụ DIC thì em theo em được biết thì cũng toàn. Thế nên là tụ chung lại em muốn chia sẻ với thầy là nếu mà mình có thể duy trì được một nhóm một người chuyên về khai thác tàu, người chuyên về lĩnh vực pháp chế hàng hải, người chuyên về làm charter với lại bên đại lý chẳng hạn, hoặc là hả phải bổ sung thêm là những vấn đề về kỹ thuật làm hàng đấy, thì có thể là mình sẽ hình thành ra được một cái nhóm mà hỗ trợ tốt nhất đấy. Ví dụ như em đơn cử hồi nãy có một cái anh nào ở bên OPL, anh đang nói là anh đang nghiên cứu về vấn đề sắt thép ấy. Thì cũng không nói dấu gì anh, không nói dấu gì thầy, sắt thép vậy khi mà anh lót vậy thì sắt thép nếu mà anh đi hàng breakbulk á mà anh làm anh không có captain á, việc tính toán tăng tốc trên hầm chẳng hạn, ông dựa vào ông đại phó chẳng hạn, rồi vấn đề mà kiểm tra LSD á, lasting á, securing á, mà không kiểm kỹ chẳng hạn, thì thông thường á là họ chủ yếu họ phó mặt cho đại lý hoặc là bên đội stevedore đấy. Thế nên là khi bản thân là shipper, khi mà ông ký cũng vậy, ông đều phải đối diện với rất nhiều rủi ro. Và em như em đây, em làm podcast cho bên Tháp Gió với lại bên Plywood, mà giờ hiện tại bên cảng Quảng Ninh đang xuất nhiều anh. Thì em thấy là từ ông shipper, agent, owner, nếu mà thật sự khi mà khai thác mà các anh không nắm vững cái thứ nhất là về kỹ năng khai thác hàng hóa đối với thiết bị cảng, thiết bị cẩu, thì các ông rất dễ, với lại đặc tính hàng hóa thì các ông rất dễ xảy ra tranh chấp. Mà một khi thầy biết là hả một chuyến tàu mình chỉ cần mong mỏi nó là suôn sẻ thôi, vì một khi nó tranh chấp là hả rất khó chịu. Ví dụ em đơn cử nhé, plywood thì lại dính là mối, xếp hàng lên hết rồi. Vài chục cái shipper trên đấy dính một ông mối, giải quyết nó thế nào, trong khi tàu là hả làm chỉ còn 1-2 ngày nữa là xong và không delay được đấy. Rồi năng suất nè, kỹ thuật làm hàng nè, để khi mà ông dỡ hàng ở cái cảng kế tiếp á, ông sẽ bị claim, owner tránh bị shipper claim, hoặc là charterer tránh bị shipper claim về vấn đề hư hỏng hàng hóa. Đấy, nói nôm na nó như thế thầy. Thế nên là em cũng chia sẻ thêm là nó không chỉ đơn thuần là một số cái như mà mình trao đổi thêm ở đây đâu.
Thế nên là hy vọng là thầy có một cái tạo được một cái nhóm mình làm, tức là mình họp hàng tuần chẳng hạn, hoặc là hả những cái chuyên đề mà thầy chia sẻ, thầy huy động tất cả những cái kiến thức của tất cả các bên, các nhân lực để mà mình có thể giúp chia sẻ kiến thức thực tế làm việc lẫn nhau, để mà thông qua đó thì nó sẽ làm tăng cái tính chuyên nghiệp của lực lượng nhân lực hàng hải ở Việt Nam mình. Chứ còn em nói thật, em không nói giấu gì với em, đi làm thì em nói là nó quá nhiều cái, kể từ ông khai thác cảng cho tới ông đại lý cho tới ông surveyor cũng vậy. Hàng hóa hỏng thì hỏi mấy ông, bây giờ mấy ông đứng ở principal thì mấy ông đứng vị trí nào, mấy ông bảo vệ thế nào, cho ông này trả lời. Còn charterer thì charterer với lại owner thì cũng cứ phó mặt thôi, ví dụ tại vì em làm podcast thì em phải hỗ trợ nhiều mà. Nên đầm ra nếu mà ông lơ ngơ thì ông cũng sẽ chết. Người ta cũng không có tin ông để mà người ta thuê em cả. Đấy. Và em thì chỉ có ý kiến nó như vậy thôi. Hy vọng là thầy cũng sẽ cóp nhặt lại tất cả các lực lượng để mà mình hình thành một cái nhóm. Mình chia sẻ kiến thức thực tế trong quá trình làm. Thì cái kiến thức nào mà cơ bản thì các bạn tự nghiên cứu đi, qua đi. Xong rồi ví dụ như gặp vấn đề nào đó thì cứ định kỳ hàng tuần vậy, mình có thể online như vậy, mình chia sẻ tôi gặp cái case như thế nào, mình giải quyết như thế nào, và ý kiến của tất cả các bên thì ý kiến tập thể lúc nào cũng sẽ là tốt nhất. Đấy. Và thông qua đó thì ngày qua ngày mình có thể mình có được một cái sân chơi thì nó hữu ích, nó giúp cho tất cả mọi người vừa có thể tìm kiếm được cơ hội để mà làm việc này, cái thứ hai là có được những cái tư vấn hợp lý để mà mình hoàn thành một công việc nó hoàn hảo hơn này. Đấy, thông qua đó thì nó sẽ làm bản thân mỗi một người, mỗi một thành viên trong cái nhóm này nó sẽ nâng cao cái tính chuyên nghiệp của mình lên, thì nó sẽ tốt cho mình. Em xin hết thôi thầy. Cảm ơn bạn nhé. Như thế này, thực ra thì anh đã cũng có trong cái hồi về thảo luận tàu rơi rồi đúng không? Thì tôi nghĩ cái lúc đó là đều chia sẻ được những cái đó, vì trong đó có rất nhiều người, hồi nãy tôi nói rồi, rất nhiều người có kinh nghiệm, họ đã làm rồi. Còn đối với vấn đề là những cái operation hay là những cái mà chuyên về cái đó, thì thực ra đối với một cái công ty họ có riêng rồi. Đối với ví dụ tôi chuyên về thẻ thì chắc chắn đối với cái đối tượng thẻ thì họ sẽ có về team đủ khả năng để làm cái đó, đủ khả năng cái đó. Còn để một cái nhóm, tất nhiên là mình kết nối nhau để hỗ trợ học hỏi nhau, thì đó là cái câu chuyện khác. Còn kể cả bản thân cái họ làm tàu chủ tàu chắc chắn sẽ có bản hỗ trợ về vấn đề pháp chế, chủ tàu sẽ có, hoặc những cái công ty thuê tàu lớn thì cũng sẽ có đội ngũ pháp chế riêng để nhằm đảm bảo cái quyền lợi cũng như các cái điều khoản trong hợp đồng thuê tàu. Bản thân ở công ty Vạn An Quảng Bình thì trước đây mình có đội ngũ pháp chế riêng. Đấy, nhưng sau này thì không nhất thiết nữa, thì mình không cần đến pháp chế, mà hầu như tất cả mọi thứ đều mình làm hết, mình lo được về vấn đề đó mà không cần đến pháp chế nữa. Còn các cái giao lưu thì có lúc hồi thảo luận về tàu rơi thì các anh chị không có kinh nghiệm hay có những cái thắc mắc cần chia sẻ thì lên đó đặt câu hỏi, thì chắc chắn không mình hay những người khác có thể trả lời được trong cái lúc Zalo đó. Thì sau buổi này các anh chị có thể là add lại cái Zalo của mình đấy, hoặc là mình sẽ gửi cho cái link cái group đó cho anh chị từ đăng ký vào đấy, mình quản trị cái group rồi đó. Thì những cái thắc mắc đó có thôi, còn để mà tìm ra những cái người chuyên cái đó thì mình nghĩ nó cũng không có đơn giản. Thậm chí anh em con quen biết thì có thể liên hệ để hỗ trợ nhau. Còn về vấn đề cái thảo luận những định kỳ thì cái đó ở bên câu lạc bộ shipping của Sài Gòn thì có, hồi này mình chia sẻ rồi, mình có hay tổ chức mấy cái chương trình như là tọa đàm những vấn đề gặp phải trong lĩnh vực thuê tàu, hay tọa đàm những cái vấn đề lừa đảo trong lĩnh vực hàng hải. Có những cái đó bên mình đã từng tổ chức, anh em từ miền Bắc, tất cả Hải Phòng, Hà Nội, tất cả đều vô đông lắm, mỗi lần cả gần 500-600 người. Có, nhưng mà 3 năm nay mình ít tham gia nhiều nên cũng ít để tạo để nói với anh em cùng tổ chức. Nhưng hy vọng qua đợt dịch này các anh em làm tàu rất nhiều và cũng đã gặp phải rất nhiều những trường hợp khó đỡ, và bản thân mình hàng ngày
nhận được nhiều những cái yêu cầu, những cái thắc mắc của các anh chị chủ tàu hỏi, hỏi mình hãy tư vấn cho họ như thế nào, có rất nhiều, rất nhiều. Tại vì họ là chủ tàu nhưng mà họ hỏi thì cũng inbox riêng cho mình, không thể sâu ra được, không sâu ra được. Nó hỏi thắc mắc rất nhiều. Thế đó là gì? Đó là những cái mà đã gặp phải trong thời gian qua và hy vọng sắp thời gian sắp tới, đặc biệt khi ổn định lại. Đấy, thì có thể họp được những cái cuộc offline thì bên mình hoặc là kết hợp với mấy bạn sẽ tổ chức buổi tọa đàm, buổi hội nghị về vấn đề tàu để cho có cơ hội, bởi vì trong đó có nhiều người có gặp những kinh nghiệm này gặp phải, họ chia sẻ cho nhau thì mọi người sẽ hiểu ra được vấn đề, một cái câu chuyện. Còn tất nhiên hôm nay một cái thời lượng này thì mình đã nhắm đến chủ đề là nghiệp, chia sẻ về nghiệp vụ môi giới và thuê tàu. Còn nó rộng xa hơn thì thời gian không đủ để giúp các anh chị hiểu rõ hết được vấn đề, mà mình chỉ cũng gói gọn trong cái khả năng mình có thể thôi mà thôi. Và hy vọng rằng là sau này thì nếu được có duyên kết hợp nhau được thì chúng ta có thể để qua buổi học này mọi người có thể kết nối với mình. Hy vọng là mình sẽ hoặc cùng nhau để tạo cái tương tác cho những cái dự án sau này, hoặc là những cái vấn đề gặp phải cần học hỏi, cần chia sẻ lẫn nhau. Thì đó là điều mong muốn của mình. Và nếu những ai có thắc mắc gì nữa thì cứ như mình nói, gửi email cho mình hoặc nhắn tin cho mình có thể chia sẻ, hay cần gì hỗ trợ từ mình thì mình sẵn sàng nha. Còn có lẽ thời gian cũng khá lâu rồi, cũng để cho mọi người cùng nghỉ ngơi nữa, thì hiện tại đến đây thì coi như cũng đã đủ. Với mình hy vọng rằng buổi học hôm nay đã giúp ích cho các anh chị nắm rõ được một số cái trong nghiệp vụ thuê tàu, và nếu có một dịp tới có được một cái thời lượng phù hợp hơn, dài hơn, các anh chị có nguyện vọng thì mình sẵn sàng sẽ ở một cái chương trình có thể dài ngày hơn, để dành thời gian để mổ xẻ những góc cạnh, những cái khó khăn, những cái gặp phải, để làm sao để cho tốt cái công việc của mình. Đó là điều chắc chắn mình mong muốn. Mình nói rồi, những cái gì mình làm bằng khả năng, bằng kinh nghiệm, bằng từng trải, bằng cái chia sẻ của mình, chứ mình không cóp nhặt hay thông tin nào để rồi tuyên bá hay dẫn các anh chị đi một cái câu chuyện không đúng sự thật, nó không có nhé. Nên hy vọng đây vào buổi này là mình cũng đã cố gắng và các anh chị đã tiếp thu được những cái chia sẻ của mình hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn các anh chị rất nhiều nhé, đã tham gia buổi học hôm nay. Cảm ơn anh Hải. Rồi, cảm ơn thầy rất nhiều. Cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy ạ. Cảm thầy nhé. Lắp nha. Em cảm ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Bye bye. Em cảm ơn thầy ạ. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn. Cảm ơn anh Hải. Cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn John. Cảm ơn anh.